bây giờ chưa đủ một năm rõ ràng có thể đánh chết tiên quân cái này cũng quá nghịch thiên a à. ta rốt cuộc biết vì sao tiểu thư đối với hắn nhớ mãi không quên rồi xem ra vẫn là tiểu thư ánh mắt độc ác không biết qua bao lâu cư nghiên thở dài một tiếng nở nụ cười khổ ánh mắt của tiểu thư đâu chỉ độc ác quả thực đáng sợ tới cực điểm từ tiên lực cảnh tu luyện không đến một năm liền có được thực lực đánh chết tiên quân cho dù là tiểu thư cũng làm không được vị nhiếp phân thiếu gia này có thể làm được nói rõ tiềm lực của hắn to lớn, thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Mà trước đây, dưới tình huống mỗi người đều không nhìn tốt, tiểu thư liền tâm hồn thiếu nữ ám hứa, đủ để nói rõ ánh mắt của nàng không chỉ độc ác, mà là khủng bố. Đã hoàn thành ba sự kiện, phụ thân nên đáp ứng chuyện của chúng ta a. À. Đối với cư nghiên khiếp sợ, trong nội tâm đạm đài lăng nguyệt thì tràn đầy cảm giác tự hào, sắc mặt đỏ lên. Phụ thân đưa ra ba sự kiện, chỉ cần nhiếp vân hoàn thành, liền để cho mình cùng với hắn, hiện tại hoàn mỹ hoàn thành, chắc có lẽ phụ thân sẽ không ngăn trở đi à nha. Phụ thân, người yên tâm đi, cho dù ta cùng với nhiếp phân, một khi thực xuất hiện sự tình để cho thiên địa lục đạo hỗn loạn, ta vẫn sẽ hóa thân thiên đạo, cứu vớt vạn dân. Hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt đạm đài lăng nguyệt mang theo ý kiên định. Cho dù phụ thân đồng ý mình cùng với nhiếp phân, nhưng vì thiên địa lục đạo, nàng như trước sẽ cam tâm hóa thân thiên đạo. Cùng với nhiếp phân, là tiểu ái, là nội tâm vui sướng hóa thân thiên đạo cứu vất vạn dân là đại ái là trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà một vị thiên đạo sư không thể trốn tránh về sau như thế nào tộc trưởng có tới tiếp tiểu thư cùng nhiếp phân thiếu gia đoàn tụ không thẳng đến lúc này cư nghiên rốt cục đã đồng ý nhiếp phân cảm thấy chỉ có hắn mới có thể xứng với tiểu thư cười hỏi về sau thế nào ta không biết tiêu nhiên thiếu gia bảo ta nắm chặt thời gian trở về để ta thông chi tiểu thư một khi nửa canh giờ không có người đến tiếp tiểu thư qua hy vọng tiểu thư có thể nhanh chạy tới cử tiêu cung Liên Thủy suy nghĩ một chút, nói ra lời tiêu nhiên dặn dò. Nửa canh giờ không có người tiếp ta, để ta tự mình chạy tới cửu tiêu cung, chẳng lẽ? chương 1686, tạc đổ thiên đạo Sơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Liên Thủy cùng cư nhiên còn không suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt của đạm Đài Lăng Nguyệt lại thay đổi, toàn thân không ngừng run dày. Ba sự kiện đã thành công, dựa theo ước định, phụ thân nhất định sẽ tiếp mình tới gặp, nửa canh giờ là cực kỳ dư giả mà khoảng thời gian này còn không có người đến mà nói chỉ có thể nói rõ một sự kiện có người bội ước bội ước chỉ có hai loại khả năng thứ nhất phụ thân đánh chết nhiếp phân thứ hai nhiếp phân lọt vào trấn áp hoặc vây công vô luận như thế nào cũng không phải đạm đài lăng nguyệt nàng có thể tiếp nhận không được ta muốn đi ra ngoài đạm đài lăng nguyệt mạnh mẽ nhảy dựng lên nhìn về phía phong ấn trước mặt liền muốn động thủ nhưng vào lúc này Đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên, âm thanh động cửu châu, gào thét tứ hải, mặc dù ở trong phòng ấn cũng nghe rành mạch. "Nguyệt Nhi, ta tới đón ngươi, cùng ta rời đi." Âm ầm, thanh âm hung hăng càn quấy mang theo tự tin đậm đặc, tự hồ chỉ cần nàng đáp ứng, có thể tùy thời theo hắn ly khai, căn bản không cần quản gia tộc thế tục lễ nghi gì. "Là hắn, hắn không có việc gì, tới tiếp ta rồi." Tâm tình khẩn trương của Đạm Đài Lang Nguyệt mạnh mẽ trầm tĩnh lại, con mắt thoáng một phát ướt át. "Là Nhiếp Vân thiếu gia." hắn hiển nhiên vào tới như vậy, nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn với gia tộc. Cưu nhiên cũng nghe ra chủ nhân của thanh âm là ai, lông nghi nhíu chặt, bất quá lời còn chưa nói hết, chợt nghe một thanh âm nổ vang vang lên, ngay sau đó chứng kiến một thân ảnh anh Tuấn mang theo hào quang trắng noãn thẳng tắp bay tới. Không phải nhiếp vân thì là ai, ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy người gia tộc cả đám nằm dạp trên mặt đất, không chút nhúc nhích, vốn tộc nhân cực kỳ hung hăng càn quấy, ở trước mặt thiếu niên lại biến thành con rùa đen, không ai. Dám nói nhảm, Quá lợi hại, một màn này, Cư Nghiên không có phẫn nộ như thành viên của Đạm Đài gia tộc, ngược lại trong mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả siêu cấp bỏ qua quy củ, trực tiếp đánh vào Đạm Đài gia như vậy, mới có thể xứng với tiểu thư nhà mình. Cũng chỉ có người mạnh như thế, mới có thể càng chạy càng xa, để cho người như tiểu thư ái mộ chăm chết dứt khoát. Nguyệt Nhi, ta đến rồi." Ầm ầm, Cư Nghiên đang trầm tư, Nhiếp Vân đi tới trước mặt phòng ấn. "Nhiếp Vân, bốn mắt tương vọng." hết thảy đều không cần nói gì. Ngươi chờ một chút, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Hai người nhìn một hồi, nhiếp vân nhướng mày, bàn tay mạnh mẽ chào tới. Âm ầm, lực lượng của nửa bước tiên quân phối hợp 300 lần thân thể, khí kình cường đại từ đầu ngón tay đi vào trước mặt phong ấn. Bành, cùng phong ấn đụng một cái, một cổ lực lượng hung mãnh đẩy lui nhiếp vân ra sau. Cái phong ấn này là năm đó lão tổ bố trí, ngoại trừ lệnh bài đặc. Thù, cho dù tiên quân đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ. Chứng kiến động tác của nhiếp vân, đạm đài lăng nguyệt thở dài một tiếng nói. Cái phong ấn này coi như là nàng có thể mượn thiên đạo, muốn phá vỡ cũng cực kỳ khó khăn, huống chi người khác. Ta thử lại lần nữa, nhiếp vân không nghĩ tới một đường quá quan trảm tướng, lại bị một cái phong ấn làm khó, lông mi nhíu một cái, hừ một tiếng, tay run lên, bắt đầu kiếm xuất hiện. Tiên khí tạo hóa đỉnh phong bắn ra một đạo hào quang làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mang theo lực lượng vô cùng vô tận đâm qua phong ấn. Âm âm, Công kích của hắn mạnh, phong ấn càng mạnh hơn nữa, một hồi nổ vang kịch liệt, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân tê dần, trường kiếm thiếu chút nữa rời tay. Phong ấn thật lợi hại, một kiếm toàn lực cũng không có phá vỡ phong ấn, Nhiếp Vân cao mày. Trình độ chắc chắn của cái phong ấn này, vượt qua trước kia bái kiến, không có sức chiến đấu của tiên quân đỉnh phong chính thức, là tuyệt đối không có khả năng phá giải. Được rồi, đừng làm công vô dụng, ngoại trừ lệnh bài trong tay phụ thân, tuyệt đối không thể có người phá giải đúng rồi đến cùng chuyện gì xảy ra đạm đài lăng nguyệt đang nghĩ vì sao nhiếp vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây vội vàng hỏi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chờ ta cứu ngươi ra rồi nói sau nhiếp vân nhướng mày lui về phía sau một bước nhìn về phía liên thủy cách đó không xa ngươi lập tức rời đi càng xa càng tốt vâng tuy liên thủy không biết vị thiếu gia này muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu nhu thuận lui ra phía sau một cái phá phong ấn mà thôi ta đã mở không ra ngươi thì sẽ san bằng thiên đạo sơn này. Nhiếp vân lơ lửng ở trên không trung, hai mắt lạnh như băng, nguyên khí đan điền không ngừng xoay tròn, điên cuồng rút ra lực lượng, tiến hành áp xúc. Bắt đầu kiếm đã không cách nào phá vỡ phong ấn, vậy thì sử dụng nguyên khí đạn. Không tin nguyên khí đạn cấp bậc mạnh nhất cũng tạc không ra. Cho dù tạc không ra phong ấn, nhưng thiên đạo sơn này nhất định có thể tạc bằng, không tin núi đã hủy, người còn ra không được. Đã vạch mặt với đạm đài gia tộc, nhiếp vân liền không còn cố kỵ đối phương bất nhân, không cần phải giả nghĩa, thiên đạo Sơn là biểu tượng tôn nghiêm của đạm đài gia tộc ngươi, hôm nay ta liền triệt để phá hủy. Trong nội tâm sinh ra vẻ tàn nhẫn, lực lượng trong cơ thể nhiếp vân sôi trào, không ngừng quay cuồng. Lực lượng cuồng bạo bị hắn điên cuồng áp xúc trong khí hải hội tụ nguyên khí đạn càng ngày càng lớn, rất nhanh liền vượt qua viên. Phóng thích ở cửu tiêu cung, nhiếp vân, người muốn làm gì, đây là thánh địa của đạm đài gia tộc, là biểu tượng của linh giới, người dám phá hủy tương đương triệt để đối nghịch với linh giới. Ngay thời điểm nhiếp vân tiếp tục áp xúc, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một đám người lao đến. Chính là bọn người đạm đài gia chủ đạm đài sang vô cùng đạm đài Mạc Vân trước kia bị thương. Tuy thập đại tiên quân vây công nhiếp vân đều bị thương, nhưng không có chết, lúc này chỉ hoãn xong, biết rõ nhiếp vân tới đây, toàn bộ cấp tốc lao đến. Nói chuyện đúng là đạm đài lão tổ đạm đài Mạc Vân. Ta muốn làm gì, mình không có mắt sao, Thánh địa của Đạm Đài gia tộc, hư, biểu tượng của linh giới, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn xem, cái gọi là biểu tượng trong miệng các ngươi, làm sao biến thành phế tích. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, song trưởng giơ lên, lòng bàn tay có một viên cầu cự đại chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng lớn. Đi, thấy nguyên khí đạn ngưng tụ đến cực hạt, bàn tay của Nhiếp Vân run lên, hô. Một tiếng, sóng sung kích ẩn chứa năng lượng cự đại, ầm ầm vào tới Thiên Đạo Sơn. Chương 1687 Liên Nguyệt Các Một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm âm ầm, âm, Thiên Đạo Sơn đại biểu thiên đạo của linh giới, bị nguyên khí đạn mạnh nhất đánh vỡ, ầm ầm sụp đổ. Đạm Đài gia tộc khống chế thiên đạo, dựa vào lớn nhất có một bộ phận là đến từ Thiên Đạo Sơn này. Thiên Đạo Sơn thông thương khung, lĩnh ngộ ý niệm thiên đạo, đại biểu uy nghiêm cùng địa vị vô thượng của linh giới. Mà lúc này, đồ vật đại biểu uy nghiêm kia, bị nguyên khí đạn đập vỡ, rốt cuộc không chịu nổi phong ấn ở phía trên không ngừng vỡ tan sơn thể bị công kích kịch liệt từ đó đứt gãy lực lượng cuồng bạo xoáy lên không ngừng lan tràn ra trong nháy mắt toàn bộ đạm đài gia tộc như bị tận thế vô số kiến trúc sụp đổ may mắn người của đạm đài gia tộc thực lực không kém sớm biết nguy hiểm đã nhao nhao chạy ra bằng không thì bị sóng xung kích quấy phá cho dù cường giả tiên quân cũng chưa hẳn có thể may mắn còn sống sót thiên đạo sơn đổ ngọn núi biểu tượng vương đạo của đạm đài gia tộc chúng ta sụp đổ điều đó không có khả năng, ta không tin. Vô số người của đạm đài gia tộc thấy một màn như vậy, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, con mắt đỏ thấm. Thiên đạo Sơn là tín niệm cường liệt nhất của đạm đài gia tộc, ở trong nội tâm tất cả mọi người, là thần thánh không thể xâm phạm, mà bây giờ ầm ầm sụp đổ, tương đương để cho tín niệm của bọn hắn cũng triệt để sụp đổ. Gia chủ, giết nghiệt xúc này, hắn hủy tín ngưỡng xê đạm đài gia tộc chúng ta, phải chết. Lão tổ, khẩn cầu ngươi ra tay đánh chết người này, người này không chết, tôn nghiêm của đạm đài gia tộc chúng ta vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Đúng vậy lão tổ, người nhất định phải ra tay, không thể tùy ý hắn cản rỡ, đây chính là đạm đài gia tộc chúng ta truyền thừa trăm triệu năm A. Loại người này chẳng những phải nhìn xương thành cho, còn muốn đốt đèn trời, dùng linh hồn của hắn tế tự thượng thiên, rửa sạch loại vũ nhục này. Từng thanh âm như chim quyên kêu gào, cả đám trưởng lão của đạm đài gia tộc bay lên, quỳ gối ở trước mặt đạm đài sang vô cùng đạm đài mặc vân, nước mắt giàn ruộng. Nguyệt Nhi, không để ý tới đạm đài gia tộc phẫn nộ gào rú, nhiếp vân đánh tung thiên đạo sơn, thả người tiến vào phong ấn, ôm đạm đài lăng nguyệt vào trong ngực. Trả giá thiên tân vạn khổ, rốt cuộc lần nữa gặp mặt. Nhiếp vân, bị thiếu niên ôm vào trong ngực, hốc mắt của đạm đài lăng nguyệt cũng có chút hồng nhuận, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Nữ nhân khát vọng nhất là cái gì? Được một cánh tay rắn chắc, có thể thay mình che gió che mưa. Thiếu niên ở trước mắt, vì mình, cái gì cũng đáp ứng không sợ thiên tân vạn khổ, những chuyện này đã đầy đủ. Cùng ta rời đi, một lát sau, nhiếp phân ôm vòng eo của đạm đài lăng nguyệt. ngẩng đầu nhìn bọn người đạm đài mạc vân đằng đằng sát khí, hừ nhẹ nói. Trong thanh âm mang theo ôn nhu cùng trưng cầu, nơi đây dù sao cũng là gia tộc của nàng, mặc dù trả giá nhiều như vậy, nhưng nếu nàng không đồng ý, nhiếp vân cũng sẽ không cưỡng cầu. Người ở đâu, ta ở đó, tựa hồ thấy được khát vọng trong mắt thiếu niên, đạm đài lăng nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Thanh âm không lớn, lại mang theo kiên định khó có thể ngăn cản, tựa hồ mặc dù thiên địa sụp đổ, nhân đạo hủy diệt, cũng sẽ không sửa đổi quyết định của nàng. "Tốt, từ hôm nay trở đi, Đạm Đài Lăng Nguyệt là thê tử của Nhiếp Vân ta, cái gì thiên đạo vô tình, muốn thủ hộ vạn dân, cái gì bảo vệ linh giới, hết thảy cút ngay cho ta." Nhìn xem ánh mắt kiên định của nữ hài, Nhiếp Vân lập tức hiểu tâm ý của đối phương, cười ha ha, hào khí ngất trời. "Chẳng lẽ thiên đạo sư liền nhất định phải hóa thân thiên đạo?" chẳng lẽ thiên đạo sư liền nhất định phải vô tình? Chẳng lẽ thiên đạo sư liền nhất định phải bảo hộ linh giới? Tất cả đều xéo cho ta, lão tử mặc kệ ngươi là thiên đạo gì, cái gì sinh linh đồ thán, đạm đài lăng nguyệt là lão bà của nhiếp vân ta, ai cũng đoạt không được. Phải, ta là thê tử của ngươi, không người có thể cải biến, đạm đài lăng nguyệt gật đầu, nếu như đã lựa chọn kiên trì, liền không cần phải che lấp. Lăng nguyệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là thiên đạo sư, gánh vác trách nhiệm thủ hộ thiên đạo sao có thể sinh ra cảm tình yêu một nhân loại mặc dù đạm đài sang vỗ trọng thương nhưng cũng không chết lúc này nghe hai người đối thoại sốt ruột lên tiếng giống to đạm đài lăng nguyệt lạc đường biết quay lại ngươi cần phải hiểu rõ trách nhiệm trên người của ngươi sắc mặt của đạm đài mạc phân cũng biến đổi trách nhiệm nghĩa vụ hai người lời còn chưa nói hết nhiếp phân ôm đạm đài lăng nguyệt bay ra rơi ở trước mặt mọi người các ngươi luôn miệng nói muốn bảo vệ linh giới vậy ta hỏi các ngươi tu la vương ở đâu các ngươi đi dò xét chưa các ngươi luôn mồm đại nghĩa lăng nhiên vậy ta hỏi ngươi nếu tu la vương tới các ngươi có mấy người nguyện ý đi chiến đấu mình không vì linh giới sinh tồn mà cố gắng lại ký thác hy vọng lên người một tiểu cô nương cái này chính là đại nghĩa mà các ngươi nói cút con mẹ nó đi tuy đạm đài lăng nguyệt có được thiên phú thiên đạo sư lại không phải đầy tớ của các ngươi không có cái gọi là nghĩa vụ hôm nay ta muốn dẫn nàng ly khai các người ai dám ngăn trở, đừng trách ta mở một đường máu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thập đại gia tộc làm mưa làm gió ở linh giới trăm triệu năm, đến cùng có bản lãnh gì có thể ngăn hai người chúng ta lại. Cười to một tiếng, nhiếp phân tay trái ôm đạm đài lăng nguyệt, tay phải cầm bắc đầu kiếm, nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói. Dâm ao ao, bị ánh mắt của hắn nhìn, tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau một bước. Thập đại tiên quân ở thời kỳ toàn thịnh cũng không ngăn được thiếu niên nửa bước, lúc này cả đám bị trọng thương ở đâu là đối thủ của hắn huống chi vừa rồi tận mắt thấy hắn bằng vào lực lượng một người tạc đổ thiên đạo sơn trong nội tâm đã sớm bị khí thế vô địch kia chiếm cứ lộ ra e sợ các ngươi ai dám nhiếp vân lần nữa hét lớn một tiếng đi về phía trước vài bước Dầm rầm nương theo hắn tiến lên mọi người lần nữa đồng loạt lui về phía sau chỉ bằng vào lực lượng một người để cho thập đại tiên quân vô số vương tiên ngàn vạn kim tiên lui về phía sau không dám đối mặt Phần uy thế này, trừ Nhiếp Vân thì không có hắn. Đây mới thực sự là anh hùng, có thể gả cho hắn, cho dù lập tức để ta chết đi cũng đáng. Chương 1688, Liên Nguyệt Các hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khó trách tiểu thư yêu hắn như vậy, đổi lại là ta cũng sẽ không hối hận. Tuy nhiên, Liên Thủy nhìn một màn này ở trong mắt, vành mắt đỏ. Lên, tiểu thư thân là thiên đạo sư, vừa ra đời liền gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ lớn nhất cho tới giờ khắc này mới chính thức lấy được hạnh phúc của mình. Nam nhân như vậy ái mộ, còn có cái gì chưa đủ. Một người quát lui thập đại tiên quân, vô số vương tiên. Cái tên nhiếp vân này, chỉ sợ từ hôm nay về sau, sẽ truyền khắp thiên địa lục đảo. Quá mạnh mẽ, này mới là thần tượng của chúng ta. Đạm đài gia tộc chúng ta luôn tự xưng chính thống của linh giới mà kiêu ngạo, hiện tại xem ra, chính là vì loại kiêu ngạo này, để cho chúng ta mất đi động lực tiến lên, để cho chúng ta bảo thủ. Tuy hắn đánh nát Thiên Đạo Sơn, lại tương đương đánh vỡ kiêu ngạo của chúng ta, chính thức tỉnh lại chúng ta. Muốn tiến bộ, chỉ dựa vào gia tộc là không được, phải dựa vào chính mình. Rất nhiều người của Đạm Đài gia tộc chứng kiến một màn này, đều bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Đạo Sơn đại biểu cho vinh dự, cũng là một loại áp chế, để cho người Đạm Đài gia tộc bảo thủ, tự nhận tài trí hơn người, trở thành ếch ngồi đáy giếng. Nhiếp Vân đánh vỡ ngọn núi này, tương đương cảnh tỉnh, chỉ cần người hơi có chút tôn nghiêm, đều sẽ lập tức minh bạch thế giới không có vương giả vĩnh viễn, chỉ có người không ngừng cố gắng. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, liên tục hô vài tiếng, không ai dám tiến lên ngăn trở, nhiếp vân không để ý tới bọn người đạm đài mạc vân nữa, cúi đầu nhìn về phía nữ hài trong ngực. Đi, đạm đài lăng nguyệt gật đầu, lúc này nàng thật giống như một thê tử ôn nhu, hoàn toàn nghe theo trượng phu yêu cầu cùng an bài. Ta nói rồi, sẽ đứng ở trước mặt ngươi thay ngươi che mưa che gió, thì nhất định sẽ thực hiện. Thấy nàng đồng ý, nhiếp vân khẽ cười một tiếng, con mắt nhìn về xa xa. Chúng ta đi, hô, tốc độ của hai người cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền từ tại chỗ biến mất. Tộc trưởng, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn hai người bọn họ ly khai? Lão tổ, không thể để cho bọn hắn đi như vậy, uy nghiêm của đạm đài gia tộc chúng ta ở đâu? Mấy vị trưởng lão bảo thủ cả đám lộ ra vẻ sốt ruột, vội vàng hô. Không để cho bọn hắn đi, vậy hiện tại mấy người các ngươi đi ngăn bọn họ lại đi. Đạm đài mạc vân vốn đang bực bội, Nghe nói như thế, hai mắt thoáng một phát nheo lại. Cái này, mấy vị trưởng lão hoảng sợ, nói đùa gì vậy, các người đường đường tiên quân cũng ngăn không được, chúng ta những vương tiên này tới khác gì chịu chết. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngậm miệng, chỉ mong, quyết định này là đúng. Thời điểm tất cả mọi người im lặng, đột nhiên đạm đài mạc vân ngẩng đầu nhìn phương hướng hai người nhiếp vân biến mất, nhẹ nhàng nói một tiếng, nói ra một câu, ai cũng nghĩ không rõ. Nhiếp vân, bây giờ đi đâu? xúc vào trong ngực nhiếp vân, đạm đài lăng nguyệt nhìn nam nhân của mình, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Đã đi ra thập đại gia tộc, không bằng chúng ta tìm địa phương ở lại. Liền đi cửu dương Sơn A, trong đầu nhiếp vân lóe lên linh quang, nhớ tới một chỗ. Cửu dương Sơn, địa phương hắn vừa tới linh giới, bọn người lão tử quỷ còn ở nơi đó. Tốt, người nói đi đâu liền đi đó. Đạm đài lăng nguyệt vừa cười vừa nói, có nam nhân như vậy, thê tử còn có gì đòi hỏi. Cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều cửu dương sơn cực kỳ xinh đẹp, ta sẽ mở cho ngươi một hồ. Nước cự đại, tu kiến một ngọn núi xinh đẹp nhất, cùng một trang viên tốt nhất. Ôm nữ hài vào trong ngực, nhiếp vân cảm thấy kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ cao hứng giống như hôm nay. Chúng ta còn phải nuôi một ít sủng vật, mấy con chó con, thời điểm nhàn hạ trồng chút rau quả, bắt vài con thú rừng, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Đạm Đài Lang Nguyệt cũng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra hướng tới. Nàng thân là thiên đạo sư, cao cao tại thượng, kỳ thật khát vọng nhất lại là loại sinh hoạt đơn giản này. Tốt, đến cửu Dương Sơn, ta liền tu kiến một tòa phủ đệ xinh đẹp nhất tặng cho ngươi. Thấy nàng cao hứng, nhiếp vân cười nói, tốt, phủ đệ của chúng ta tên là gì, phải có cái tên A, à, như vậy mới có thể trở thành thế ngoại đào nguyên. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, tên, ân, không sai, phải có cái tên, nghe Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, nhiếp vân ngừng lại, rơi vào trầm tư. Đã đây là nơi hai người sinh hoạt, nơi mộng tưởng của hai người, danh tự tốt nhất đơn giản một ít, bình thường không xa hoa. Gọi Liên Nguyệt Các đi, nhiếp phân định ra danh tự, Liên Nguyệt Các, yêu thương Nguyệt Nhi, cái tên này ta thích, con mắt của đạm Đài Lăng Nguyệt sáng ngời. Ha ha, người thích là tốt rồi, hiện tại chúng ta liền đi tu kiến Liên Nguyệt Các. Nhiếp phân cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy cặp môi đỏ mọng của nữ hài, nở nụ cười. Ngươi, đạm Đài Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn qua, muốn phản kháng lại cảm giác được toàn thân trong nháy mắt hòa tan. Hai người bọn họ từ khi yêu nhau bắt đầu, một mực tương kính như tân, chưa từng có cử động quá phận, lần thứ nhất cảm thấy cảm tình lửa nóng của thiếu niên, đạm đài lăng nguyệt lập tức cảm giác mình tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, không có một trong. Mười ngày sau, cửu Dương Sơn đột ngột xuất hiện một phủ đệ cự đại treo trên bầu trời, cái phủ đệ này kéo dài mấy trăm dặm, nguy nga hùng tráng, rộng rãi đại khí, để cho người xem xét liền biết rõ xuất từ tay của siêu cấp đại năng linh giới. Phía trước phủ đệ có một hoành phi cự đại, cho thấy danh tự của phủ đệ này, ba chữ to diệu diệu sinh huy. Liên Nguyệt Các, nghe nói chưa, nhiếp vân đại nhân một mình một người tới cửu trọng thiên, đơn thương độc mã xông vào đạm đài gia tộc, san bằng thiên đạo sơn, tiếp thiên đạo sư đạm đài lăng nguyệt đi rồi. Chuyện này người nào không biết, nghe nói hắn một người một kiếm, khẽ quát một tiếng, không ai dám ngăn hắn, sợ tới mức mấy chục tiên quân không dám tiến về phía trước. Nhiếp vân này đến cùng có địa vị gì, các người biết không? Ta nghe nói hắn là từ phàm giới đi lên, cực kỳ bình thường, tất cả thực lực đều là cố gắng tu luyện có được. Tin tức này của ngươi không đúng, ta nghe nói hắn là lão đại của ma giới ngũ trảo Long Hoàng, thân ca ca của Tu La Vương. chương 1689, mời tham gia hôn lễ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến tiên quân đỉnh phong, linh giới đệ nhất nhân, không người có thể là đối thủ của hắn. Trước kia vẫn cảm thấy thập đại gia tộc cao cao tại thượng Không có người có thể siêu việt, hiện tại xem ra cũng bình thường thôi, về sau nhiếp vân đại nhân là thần tượng của ta, ta muốn học tập như hắn, một ngày nào đó cũng đứng ở đỉnh phong của thế giới. Người nằm mộng đi thôi, người còn có thể ở đỉnh phong của thế giới. Khoác lác đi, trong một thành thị bình thường của linh giới, khắp nơi truyền sướng lấy sự tích của nhiếp vân đại nhân. Không chỉ linh giới, trong thiên địa lục đạo, hiện tại từng thành thị đều đã có truyền thuyết của nhiếp vân. Lúc này nhiếp vân giống như trong bình dân đột nhiên nhiều ra minh tinh, biến thành đối tượng mà tất cả thiếu niên nhiệt huyết truy phùng. Mỗi người linh giới đều có mộng tưởng, mà nhiếp phân biến thành dựa vào cùng mục tiêu để bọn hắn mộng tưởng. Hạ hành tiền bối, bọn hắn nói nhiếp phân này, sẽ không phải là hắn chứ. Trong một tử lâu của cửu Dương Thành, mấy người vây quanh một cái bàn, một nữ hài cao mày hỏi lão đầu trước mặt. Nữ nhân này khoảng 17-18 tuổi, làn da trắng nón, dung mạo xinh đẹp, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là mỹ nhân hiếm thấy, liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà lão đầu đối diện nàng, một thân lôi thôi không nói, cả người ánh mắt mê ly, tựa hồ sen vào trạng thái nửa tỉnh nửa say, tùy thời có thể bất tỉnh. Ta cảm thấy hẳn không thể nào đâu, hắn ly khai chúng ta mới bao lâu, ngay cả một năm cũng chưa tới. Thời gian ngắn ngủi như vậy, ta ngay cả chân tiên cảnh cũng không có đạt tới, hắn làm sao có thể đến được tiên quân. Đừng ý nghĩ hảo huyền nữa, lão già còn chưa nói, một nữ hài khác nói, tích tích nói không sai, Giai Dung, người đừng suy nghĩ nhiều, toàn bộ linh giới trùng tên vô số, đột nhiên nhiều ra một tiền bối tên nhiếp vân cũng rất bình thường, nếu như vị tiền bối này, thật là người chúng ta nhận thức, ta cảm thấy ngay cả mình cũng không tiếp thụ được. Một trung niên nhân bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói. Không đến một năm từ tiên lực cảnh đạt tới tiên quân. Điều này sao có thể, cũng đúng, xem ra là ta quá lo lắng. Nữ hài thứ nhất lắc đầu, trên dung mạo xinh đẹp lộ ra vẻ cô đơn. Ha ha, các người đối với ta cũng quá không có lòng tin nha. Mọi người vừa dứt lời, đột nhiên cửa quán rượu mở ra, một bóng. Người cười đi tới, đến chính là một thiếu niên, dáng tươi cười ấm áp để cho người xem xét liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, tuy không phải đặc biệt anh Tuấn, lại làm cho người nhìn lên một cái, liền có thể một mực nhớ kỹ. Đương nhiên làm cho người ta chú ý nhất không phải thiếu niên, mà là nữ hài bên cạnh hắn. Nữ nhân này chỉ cần nhìn một cái, liền sẽ biết cái dạng từ nữ gì ở trước mặt nàng cũng lập tức ảm đạm thất sắc, dùng mạo xinh đẹp để cho người xem xét liền không tự chủ được ngừng thở. vừa rồi hai nữ hài đối thoại kia cũng được cho là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, vô luận đi đến nơi nào cũng gây chú ý, nhưng so sánh với nữ nhân này, lập tức ảm đạm thất sắc, trở thành vị con xấu xí. nếu như không phải tận mắt thấy, các nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến trên thế giới lại có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy, quả thực là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thiên đạo. nhiếp vân Mọi người đồng loạt đứng lên, cả đám lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay cả lão tử quỷ say khướt, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Phù phù thoáng một phát, chén rượu rơi trên mặt đất, ngã thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi chính là, ngươi, chứng kiến thiếu niên cùng cô gái xinh đẹp như thế đồng thời xuất hiện, trong lòng mọi người sinh ra một ý nghĩ, những đồn đãi kia đều là thật sự. Cũng chỉ có nhân vật anh hùng như thế, mới có thể xứng đôi mỹ nữ như vậy. Đương nhiên là ta, hạ hành tiền bối, mẫn tích tích, trầm giai dung, trầm thành chủ. Đã lâu không gặp, nhiếp vân cười nói, đã lâu không gặp, nàng, chính là vị thiên đạo sư kia, đạm đài lăng nguyệt. Mẫn tích tích đứng dậy nhìn về phía nữ hài trước mắt. Tuy mẫn tích tích không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, so sánh với nữ hài trước mắt, nàng kém không chỉ nhỏ tí tẹo. Khó trách lúc trước nhiếp vân chẳng thèm ngó tới nàng, nguyên lai đã có người yêu tốt như vậy. Ta chính là đạm đài lăng nguyệt, nhiếp vân thường xuyên nhắc tới các người với ta, nhìn thấy các người thật cao hứng đạm đài lăng nguyệt hào phóng vươn tay ra vừa cười vừa nói chúng ta thấy nàng hào phóng như thế mẫn tích tích trầm dai dung ngược lại có chút ngượng ngùng từng người không biết nên nói cái gì cho phải ha ha hạ hành tiền bối chúng ta lại gặp mặt đạm đài lăng nguyệt quay đầu nhìn về phía lão tử quỷ đừng kêu tiền bối nếu sớm biết ngươi là thiên đạo sư đánh chết ta cũng không dám làm tiền bối của ngươi a à. lão tử quỷ hoảng sợ sắc mặt khó coi Ha ha, Nguyệt Nhi đã xưng ngươi là tiền bối, ngươi thản nhiên thừa nhận là tốt rồi, yên tâm đi, ta sẽ không nói cái gì. Nhiếp Vân cười ha ha, lão tử quỷ từ phàm giới đến nay trợ giúp hắn rất lớn, tuy bây giờ thực lực cường đại, nhưng như cũng là tiền bối của hắn. Nhiếp Vân, nghe nói ngươi ở Cửu Dương Sơn tu kiến một tòa Liên Nguyệt Các. Có phải thật hay không? Có thể mang bọn ta đi qua hay không? Hàn Huyên một hồi, cảm giác lạ lẫm biến mất không thấy gì nữa, hai mắt mẫn tích tích lộ ra hào quang hưng phấn lần này tới là tới tiếp các ngươi qua mọi người cùng nhau đi liên nguyệt các của ta tham gia hôn lễ của ta cùng nguyệt nhi nhiếp vân nói tốt chúng ta nhất định đi mẫn tích tích nhảy dựng lên vậy chúng ta đi thôi lần này mục đích của nhiếp vân tới đúng là vì tìm những người quen này tham gia hôn lễ của mình cùng đạm đài lăng nguyệt bọn hắn đã đáp ứng liền gật đầu nhẹ nhàng chào một cái hô mọi người biến mất khỏi từ lâu vừa rồi xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hai người kia thật sự là nhiếp vân tiền bối cùng đạm đài lăng nguyệt tiền bối? Không nghĩ tới ta rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy nhiếp vân tiền bối, quá hạnh phúc rồi. Mọi người biến mất, toàn bộ quán rượu lập tức tạc mở nồi, tất cả mọi người hạnh phúc sắp choáng luôn. Một mực khẩu tai tương truyền sự tích của nhiếp vân đại nhân, hôm nay rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy, cảm giác hạnh phúc có thể nghĩ. chương 1690, trở lại phàm giới 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com cũng bởi vì nhiếp vân từng xuất hiện qua ngôi tử lâu này lập tức trở thành chỗ náo nhiệt nhất của toàn bộ cửu dương thành thậm chí trở thành nơi du lịch chân quý nhất điểm ấy ngay cả nhiếp vân cũng không tưởng được tân quận thành khu tu tháp sáu bảy người ngồi ở trong đại sảnh từng người nhìn tin tức trong mắt con mắt tất cả đều trợn tròn hô hấp dồn dập tựa hồ khó có thể tưởng tượng nội dung chứng kiến sư phụ người nói nhiếp vân này có phải là người trước kia hay không đột nhiên một thanh niên nuốt nước miếng hỏi lão giả ở giữa nhất nhất định là hắn từ khi tiếp xúc với hắn ta đã biết thiếu niên này không đơn giản chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền có được thành tựu đáng sợ như thế để cho người khó có thể tin lão giả thở dài một tiếng nói hắn ly khai chúng ta mới bao lâu thì có loại thành tựu này từ lần đầu tiên chứng kiến hắn ta biết về sau hắn sẽ rất lợi hại chỉ là nằm mộng cũng không nghĩ đến sẽ đạt tới loại tình trạng này trong đám người một nữ hài lắc đầu lựa hồ cũng có chút mê hoặc. Đúng là bọn người tiếu đẳng đạo nhân, hứa hình thiến. Các ngươi sớm biết hắn sẽ lợi hại như vậy, lại không nói cho ta, làm hại ta ở trước mặt hắn mất mặt. Hai người đối thoại, để cho một thanh niên ôm đầu, đúng là nhị sư huynh của hứa hình thiến. Lưu Nguyên, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp phân, hắn châm chọc khiêu khích, nằm mộng cũng không nghĩ đến, người phía trước rõ ràng nhanh như vậy thì đến được độ cao làm hắn ngưỡng vọng, không thể vượt qua. Có ít người trời sinh là cường giả, nhiếp vân này chính là như thế, lúc trước ta cùng hắn đi di tích của Hắc Long Thánh Tôn, đã biết rõ hắn không phải phàm nhân, một ngày nào đó sẽ hóa rồng bay lên, quả nhiên. Một lão giả trong đám người nói, đúng là Chí liễu lúc trước cùng tiếu đằng đạo nhân chung một chỗ. Từ Hắc Long di tích trở về, trí liễu biết rõ phân bộ khu tu tháp ở Quỷ Hải Thành đã diệt tuyệt, hắn cũng không tiếp nhận tổng bộ an bài, mà đi theo tiếu đằng đến nơi này. Tuy tân quận thành khu tu phân bộ kém quỷ hải thành khu tu phân bộ, nhưng mỗi người hòa thuận lại làm cho hắn cực kỳ cao hứng sớm biết hắn có thành tựu như vậy nhất định hảo hảo cùng hắn ở chung đây chính là cường giả tiên quân ta cả đời cũng chưa thấy qua cường giả lợi hại như vậy trong đám người một thanh niên vò đầu nói là đại sư huynh từ thao của hứa linh thiến muốn cùng ta hảo hảo ở chung hiện tại cũng không muộn ta không phải đã tới rồi sao trong phòng đột nhiên hô thoáng một phát nhiều ra hai bóng người nhiếp vân cười đi tới vẻ mặt chân thành ta muốn mời các ngươi tham gia hôn lễ của ta cùng Nguyệt Nhi, chứ vị có thuận tiện hay không? Phủ đệ lên Nguyệt Các rộng lớn, ánh trăng mới lên, lạnh lùng chiếu trong sân, như trải lên mặt đất một tầng ngân xương. Nhiếp Vân, ta biết rõ ý của ngươi là không muốn để ta cô đơn, cảm ơn. Trên tán cây, hai bóng người dựa sát vào nhau nhìn bầu trời đầy sao, nữ hải nhẹ nhàng nói: chúng ta sắp kết hôn, còn nói những cái này làm gì? người có thể vì ta buông tha cho gia tộc đã để cho ta cảm thấy rất áy náy rồi. Nhẹ nhàng ôm nữ hài vào trong ngực, Người người mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể đối phương, nhiếp vân cười nói. Nhận thức người thật sự rất hạnh phúc, đạm đài lăng nguyệt tựa ở trong ngực thiếu niên, cảm nhận được độ ấm thân thể, hạnh phúc nồng đậm tự nhiên sinh ra. Ta cũng như vậy, là người của hai thế giới, có thể lấy nữ nhân này làm vợ là tâm nguyện lớn nhất của nhiếp vân, không nghĩ tới kiếp này, rốt cuộc thực hiện. Nhiếp vân, người nhà của ta không thể chúc phúc cho ta, chúng. Ta đi tiếp thân nhân của ngươi đến a." Đột nhiên, Đạm Đài lăng Nguyệt nói, "Tiếp người nhà của ta, chúng ta có thể đi phàm giới sao?" Trái tim của Nhiếp Vân không tự chủ được nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng. Vách ngăn giữa linh giới và phàm giới, hắn đi qua một lần, đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù thực lực bây giờ, muốn xuyên qua cũng cực kỳ khó khăn. Lần trước ta tiến vào phàm giới là ra ra của ta thi triển đại thủ pháp, mượn nhờ thân phận thiên đạo sư của ta đi qua, hiện tại lối đi kia đã đóng muốn đi qua rất khó, bất quá, chúng ta có thể tìm thông đạo khác tiến vào phàm giới. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói, thông đạo khác, ngươi nói là, chỗ của ngũ trảo Long Hoàng, nhiếp vân sướng sờ, con mắt lập tức sáng ngời, đúng vậy, đó là thông đạo ngũ trảo Kim Long cùng Tu La Vương chiến đấu sỏ xuyên qua, nhất định có thể thuận lợi tiến vào phàm giới. Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười, cùng với Nguyệt Nhi, nhiếp vân cực kỳ buông lỏng, sớm đã nói qua sự tình của Tiểu Long một lần, người phía trước cũng biết sự tình tiểu long cùng tu la vương chiến đấu, cẩn thận suy tính liền hiểu được. Cái lối đi kia nếu như ta không nhận lầm mà nói, hẳn ở chỗ kim thân ma tộc tế tự, chúng ta đi thôi. Nhiếp vân đứng dậy, không gian cửu long kéo liễn đến cùng ở nơi nào, ban đầu ở phàm giới không cách nào siêu tầm, nhưng ở linh giới, hắn là tận mắt thấy qua, ngay ở chỗ kim thân ma tộc. Lúc ấy còn không dám xác định, về sau thông qua thanh long hoàng thi triển cửu long liễn xa, xem như triệt để minh bạch cái kia chính là thông đạo thông hướng phàm giới đi ta cũng muốn đi thăm phàm giới lúc trước gia gia để cho ta lịch lãm rèn luyện tình kiếp không nghĩ tới thật đúng là gặp được ngươi đạm đài lăng nguyệt cười nói gia gia của ngươi đạm đài mạc vân nhiếp vân hai lần nghe được lăng nguyệt nhắc tới gia gia nghi ngờ hỏi không phải đạm đài mạc vân là thúc gia gia của ta không phải gia 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 của ta gọi đạm đài tu du có được thiên phú thiên cơ sư xếp hạng thứ bảy đạm đài lăng nguyệt vừa cười vừa nói thiên cơ sư, đạm đài tu du, thiên cơ sư xếp hạng thứ bảy, hắn nghe nói qua, nghe nói có thể đẩy diễn sự tình chư thiên, đoán trước tương lai, là một loại thiên phú cực kỳ cường đại. Hắn để ngươi đi phàm giới lịch lãm rèn luyện tình kiếp, xem ra hẳn là đã sớm biết cái gì, bằng không thì, không có khả năng bắn tên không đích. Minh bạch loại thiên phú này đáng sợ, trong đầu nhiếp vân toát ra một ý nghĩ, thuận miệng nói. Đúng vậy, ta cũng một mực cho rằng như vậy, cho nên tình cảm của ta đối với ngươi, một mực không thay đổi qua. Ít nhất ra ra cũng chưa từng đi ra phản đối. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói, chương 1691, trở lại phàm giới khai. Chuyện được thực hiện bởi audio com Nếu như hắn không có phản đối, vậy đợi chúng ta từ phàm giới trở về, ta muốn đi bái kiến vị lão nhân này thoáng một phát. Nhiếp Vân nói, đương nhiên có thể, ta chỉ sợ, người nhà lần nữa ngăn trở ngươi. Ánh mắt của đạm đài lăng nguyệt lộ ra một tia lo lắng, không cần lo lắng bọn hắn muốn ngăn trở ta cũng được bất quá phải có thực lực mới được không có đủ thực lực khẳng định biết rõ chúng ta là không thể nào ngăn lại nhiếp phân cười nói trong thanh âm mang theo tự tin đậm đặc nếu đạm đài gia tộc có thể ngăn lại đã sớm xuất thủ mà không phải như hiện tại tùy ý mình cùng đạm đài lăng nguyệt ở chung một chỗ điểm ấy ta tin tưởng ngươi luôn để cho người ra ngoài ý định như vậy thấy bộ dạng của thiếu niên đạm đài lăng nguyệt nở nụ cười thiếu niên ở trước mắt mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người, biết rất rõ ràng thực lực của hắn không đủ để hoàn thành các loại yêu cầu, lại không nghĩ rằng chẳng những có thể thuận lợi. Hoàn thành, còn hoàn mỹ thành công, nhất là thực lực, tốc độ tiến bộ cực nhanh, làm cho người tắc lưới, ngay cả nàng cũng cảm giác giống như ở trong mộng. Ban đầu ở phàm giới, nghe được thiếu niên hứa hẹn, vốn tưởng rằng ít nhất phải đợi thêm mấy trăm hơn một ngàn năm, nằm mộng cũng không nghĩ đến, vẫn chưa tới hai năm, hắn liền đến được loại tình trạng hôm nay. Đúng rồi, đây là đồ vật ta từ Phật giới mang tới, cho ngươi a. À. Ngươi cho ta dây chuyền ta cũng không dùng được nữa, cùng nhau trả lại cho ngươi. Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới đến Đại Minh Tĩnh Tâm Châu trộm từ Phật giới, cổ tay khẽ đảo lấy ra. Đại Minh Tĩnh Tâm Châu, ngươi rõ ràng ngay cả thứ này cũng lấy ra, đoán chừng Phật giới sẽ điên mất, đạm đài lăng nguyệt tắc lưới. Đối với Phật môn nàng biết tương đối nhiều, Đại Minh Tĩnh Tâm Châu là bảo vật có thể so với thích giả đài sen cùng bồ đề thụ, ở Phật giới có được địa vị cực cao, hiện tại bị hắn trộm ra, không điên mới là lạ. Điên liền điên A, à, dù sao bọn hắn tưởng là Tu La Vương trộm đi, như vậy có lẽ còn có thể làm cho bọn hắn sinh ra quyết tâm đối kháng Tu La Vương. Nhiếp Vân cười nói, ngươi nha, đúng rồi, dây chuyền ta đưa cho ngươi tên là thiên đạo linh lung tâm, là bảo vật ta luyện chế, vô luận đối với linh hồn hay thân thể đều có tác dụng bảo vệ thật lớn, thực lực ngươi bây giờ, tự nhiên không dùng đến nữa, bất quá, đây là đồ đạc ta tiến đưa cho ngươi, ngươi thực nhẫn tâm trả về. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười một tiếng, không đành lòng, người đã nói như vậy, ta liền không trả nữa. Nhiếp Vân cười ha ha, mang dây truyền lên người, đặt đại minh tĩnh tâm châu ở trong tay nữ hài. Thứ này hữu dụng với ngươi, xem như ta tặng cho ngươi, về sau đừng nghĩ đến hóa thân thiên đạo, thiên đạo vô tình, ngươi còn có ta, không thể vô tình quên ta được. Trong mắt Nhiếp Vân mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Ta biết rõ, cổ tay của đạm đài lang nguyệt khẽ đảo, thu đại minh tĩnh tâm châu vào. Đúng rồi, thích ra đài sen này cũng cho ngươi, ngươi luyện hóa được, có thể làm cho tốc độ của ngươi nhanh hơn, gặp được nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng đào thoát. Cổ tay của Nhiếp Vân khẽ đảo, lấy ra thích giả đài sen. Tuy tòa sen này có khả năng giúp hắn tấn cấp kim cương lưu ly thể đệ cửu trọng, nhưng nếu dùng những cái này trao đổi an toàn cho Lăng Nguyệt, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn thứ hai. Ngươi trộm thích giả đài sen, thấy thiếu niên lấy ra thứ này, đạm đài Lăng Nguyệt có chút kinh hồn. Thứ này ta không cần, yên tâm đi. Ta thân là Thiên đạo sư, chỉ cần ở linh giới, sẽ không người có thể làm cho ta đào tẩu. Mà ngươi, thực lực còn không có đạt tới cực hạn, bất quá ngươi bây giờ vẫn không thể luyện hóa, nếu như ta nhớ không sai, ngươi còn tu luyện ma công a. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, ngươi Phật ma đồng tu, nếu như có thể đồng thời tấn cấp mà nói, có lẽ có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá tiên quân, trùng kích tiên quân chi cảnh. Mà một mình tấn chức, ngược lại sẽ để cho một loại năng lực khác bị áp chế, được không bù mất. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, thiên đạo sư khống chế thiên đạo, ngay cả toàn bộ thế giới cũng có thể khống chế, đối với tình huống trong cơ thể con người tự nhiên càng hiểu rõ, rất nhanh phân tích ra tình huống trước mắt của nhiếp vân. Ân, nhiếp vân gật đầu, kỳ thật điểm ấy hắn cũng đã sớm biết, nếu như không phải có băn khoăn này, ở trước khi đi cửu trọng thiên, chỉ sợ liền để cho kim cương lưu ly thể triệt để tấn cấp. Xem ra có cơ hội còn phải đi ma giới một chuyến, nhìn xem có bảo vật gì có thể làm cho linh tê luyện thể quyết tấn trước hay không. Lại hàn huyên một hồi, nhiếp vân đứng dậy, thò tay nhẹ nhàng kéo đạm đài lăng nguyệt một phát. Đi, cùng ta quay trở lại phàm giới, ta muốn mang con dâu đi gặp công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng. Ân, đạm đài lăng nguyệt gật đầu, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Tuy thời điểm ở phàm giới, nàng cũng đã gặp cha mẹ của nhiếp vân, chẳng qua khi ấy không biết lúc nào ly khai, trong lòng có phiền khúc mắc khó tránh khỏi thoạt nhìn lạnh lùng, hiện tại khúc. Mắc tiêu hết, hoàn toàn có thể làm một con dâu xứng trước rồi ha ha, chứng kiến bộ dáng của nàng, nhiếp vân khẽ cười một tiếng, bàn tay kéo một phát, thẳng tắp bay về phía ma giới, tốc độ của hắn cực nhanh, xa xa không phải lúc trước có thể so sánh, trời còn chưa sáng, liền đi tới lãnh địa của kim thân ma tộc. Lần trước đến, ta ngay cả kim tiên cũng không có đạt tới, mà bây giờ lại có thể đánh chết cường giả tiên quân, lần trước tới đây, bị người kim thân ma tộc truy sát, mà bây giờ, kim thân vương cùng kim nhai vương tử đều bị ta giết chứng kiến hạc huyền giới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt, trong nội tâm nhiếp vân cảm khái ngàn vạn. Nhân sinh kỳ ngộ có đôi khi thường thường kỳ diệu như vậy, để cho người không cách nào nắm bắt. Người nào, hai người tiến vào hắc huyền giới nhưng không che giấu khí tức của mình chút nào, lúc này quấy nhiễu vô số cường giả kim thân ma tộc. Siêu 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 siêu. Chỉ qua vài giây sau đã có vài chục cường giả kim thân ma tộc bay ra ngăn cản đường đi của hai người nhiếp vân. Tránh ra, nhiếp vân cũng không động thủ, hắn kéo đạm thai lăng nguyệt tiến lên, rất nhiều cường giả ma tộc cảm thấy hoa mắt, trong mắt cũng không còn tung tích của hai người. chương 1692, Thế giới thứ ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đây là, đây là thủ đoạn cường giả tiên quân mới có. Đi thôi, chúng ta đã quản không được. Nhìn thấy cảnh này tất cả cường giả kim thân ma tộc đồng thời giật mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể phi hành, nói rõ đã có thực lực kim tiên cảnh, loại thực lực này còn không nhìn rõ động tác của người ta, không phải tiên quân là cái gì. Dám ngăn cản tiên quân, bọn họ không có tài năng này. Đây chính là sơn động tế tự của kim thân ma tộc. Lách qua rất nhiều cường giả kim thân ma tộc, nhiếp vân mang đạm thai lăng nguyệt đi vào khu vực tế tự. Vào đi thôi, nắm tay trắng như ngọc của Nguyệt Nhi, hắn truyền cho nàng một đạo địa hành chi khí, thân thể hai người lúc này xuyên qua tường đá. Vừa vào sơn động đã có cảm giác giống như lúc trước xuất hiện, cả không gian giống như không mang theo chút cảm giác nào, tinh hà đảo ngược, nguyên khí giản ruộng. Ân, nhiếp vân sững sờ, trước kia tu vi thấp không nhìn ra cái gì, thực lực bây giờ mạnh cho nên phát hiện không ổn. Người cũng nhìn ra, đạm thai lăng nguyệt cao mày, trong mắt của nàng mang theo ngạc nhiên khó nói thành lời. Không sai, thật sự quá quỷ dị, nhiếp vân thở ra một hơi, hắn lật tay cầm bác đầu kiếm vào trong tay, hắn mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, một đạo kiếm khí đâm tới. Nhất kiếm phá trần, vừa ra tay đã đánh ra công kích mạnh nhất, ba, kiếm khí siêu cường làm cường giả tiên quân cũng phải biến sắc, không gian tinh hà đảo lưu biến thành sóng âm sau đó biến mất triệt đề không gian thật ổn định không ngờ còn vững chắc hơn cả linh giới thu hồi kiếm trong tay nhiếp phân hơi có phần kinh ngạc không gian này được vô số siêu cấp cường giả dùng tánh mạng củng cố đấy nó chắc chắn hơn linh giới nhiều hơn nữa ta không thể cảm ứng thiên đạo tại nơi này tương đương một thế giới độc lập siêu thoát linh giới đạm thai lăng nguyệt biết rõ một ít lần đầu tiên tới đây cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc không cách nào cảm mộ thiên đạo đúng vậy ban đầu ở phàm giới, ta đều có thể cảm ngộ thiên đạo, lần trước ta ở lăng tiêu đỉnh dùng thiên đạo thề, thiên đạo triển lộ hình thái chính là ta làm, mà ở chỗ này giống như lâm vào. Thế giới khác, trước kia lĩnh ngộ pháp tắc, đại đạo cũng vô dụng. Đạm thai lăng nguyệt nói, đúng thế, nhiếp vân cũng ý thức được điểm này, không gian này quái dị không nói thành lời, nếu chỉ vững chắc cũng không có gì, mấu chốt là chặt đứt cảm ngộ đại đạo, trước kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở chỗ này không có cảm ngộ gì. Đúng rồi, dường như trước kia ta nghe ra ra nói qua, giữa linh giới và phàm giới chúng ta là thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc khác biệt. Lúc trước tu la vương quá mạnh mẽ, không ai có thể đánh thắng hắn, là ngũ trảo long hoàng dùng đại pháp lực gạt hắn vào trong thế giới thứ ba, sau đó bắt đấu tinh quân ngăn chặn lối ra lúc này mới có thể đánh chết hắn. Đột nhiên đạm thai lăng nguyệt nhớ tới cái gì? Thế giới thứ ba, ân, sức chiến đấu của tu la vương quá mạnh mẽ, nếu hắn không kiêng nể gì thì triển toàn lực chỉ sợ cả linh giới sẽ bị hắn đánh thành phế tích, nơi này thì khác, không gian vững chắc không nói, thậm chí còn không thể mượn nhờ tới pháp tắc, công lao của thế giới này khi chiến thắng Tu La Vương là không thể bỏ qua. Nói đến đây Đạm Thai Lăng Nguyệt thở dài, nói, chỉ sợ lần sau chúng ta chiến đấu với Tu La Vương, muốn triệt để chiến thắng hắn cũng phải lựa chọn tại nơi này. Tại đây, Nhiếp Vân cao mày, chỉ có chiến đấu ở nơi này mới có thể đánh chết hắn triệt để, cho dù giết không được ta cũng có thể Nói đến đây đạm thai lăng nguyệt dừng lại, đột nhiên nàng cười cười. Không có gì, những chuyện này còn sớm lắm, có lẽ về sau thực lực ngươi vượt qua tu la vương, hoặc là triệt để thức tỉnh ý thức đệ đệ của ngươi thì tu la vương không thể làm ác. Chỉ hy vọng như thế, nghe nàng nói giác tỉnh ý thức của đệ đệ, nhiếp vân lắc đầu, hắn không nghe ra lời nói khác biệt của nàng. Đi nhanh đi, sớm đi tới phạm giới đi, sớm quay lại, chúng ta sớm kết hôn, ta cũng có thể ở cùng ngươi. Đạm thai lăng nguyệt nói khẽ. Tốt, nhiếp Phân cười, hắn lại giữ chặt bàn tay lăng nguyệt và bay thẳng xuống phía dưới. Cái gọi là thế giới thứ ba cũng không có bất kỳ cảm giác phương hướng gì, thực lực của hai người rất mạnh, nhất là đạm thai lăng nguyệt thân là thiên đạo sư, nàng có thể cảm ngộ phương hướng của thiên đạo cho nên đi thẳng về phía trước, phi hành không biết bao lâu cũng đi vào một khu vực hỗn độn. Nơi này chính là vị trí cửu long kéo liễn lúc trước. Nhìn thấy nơi này, nhiếp Phân nhận ra nơi này hắn đi cùng với di tính, mà bây giờ nàng đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Lần trước nơi này có cửu đầu long thi và chiếc xa liễn thật lớn, hiện. Tại nó đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một không gian nghiền nát mà thôi. Đi xuyên qua không gian nghiền nát này chính là phàm giới. Nhiếp vân nhìn chung quanh một hồi, tiện tay chỉ thẳng về phía trước. Phá vỡ không gian, rất khó a. À, đạm thai lăng nguyệt cười khổ. Ách, nghe nàng nói như vậy, nhiếp vân lúc này mới kịp phản ứng. Đúng thế, lúc trước hắn dùng bắt đầu kiếm thi triển toàn lực chỉ tạo ra tiếng gió, không gian không thay đổi chút nào, muốn phá vỡ không gian tại nơi này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhớ tới thực lực bây giờ, toàn lực đánh một kích cũng chỉ có thể tạo ra cơn gió, nhớ tới Tiểu Long và Tu La Vương lúc trước vì tiện đụng cái tạo ra lỗ đen, thực lực của hai người thật sự thâm bất khả chắc. Người chờ một chút, ta còn có biện pháp, nhiếp phân cười cười, thân thể hơi động, nguyên khí đan điền không ngừng rút nguyên khí và tạo thành nguyên khí đạn. Điểm này chắc chắn không tệ, nguyên khí đạn cũng không phải ăn chay, nó có thể tạo nổ thiên đạo sơn, muốn xé rách vết nứt không gian hẳn không thành vấn đề. Áp xúc hơn 10 phút đồng hồ, nhiếp vân cảm thấy có phần không khống chế nổi, lúc này hắn cao mày và ném nguyên khí đạn về phía trước. Oanh, không hổ là nguyên khí đạn có uy lực lớn nhất, một tiếng nổ lớn vang lên, quả nhiên không gian vô cùng vững chắc bị xé rách một mảnh, chỉ có điều phi thường nhỏ, thoáng qua là có thể khôi phục. Đi, hai người sớm đã chuẩn bị tốt, khe hở tồn tại thời gian cực ngắn nhưng tốc độ hai người rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thoát đi. chương 1693, thiên tài tụ tập 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com ha Haha, rốt cục trở lại phàm giới. Nhiếp vân ngẩng đầu nhìn lên, không gian chung quanh bạc nhược yếu kém, tùy tiện ra sức là có thể xé rách nhưng sâu trong xương cốt lại có cảm giác quen thuộc, nó làm hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nơi này là căn nguyên của hắn, là địa phương hắn làm người hai thế giới rong ruổi. Nhìn thấy bộ dạng thất thố của nhiếp vân, đạm thai lăng nguyệt biết rõ cảm thụ của hắn, nàng chỉ cười nhạt và không nói nhiều. Đi thôi, đi hóa vân tông, cũng đã thổ lộ tình cảm trong lòng, nhiếp vân khẽ cười một tiếng, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Đệ nhát tông môn hóa vân tông của đại lục phù thiên đang huyên náo, bởi vì hiện tại đang tổ chức thi đấu. Tám đại tông môn sát nhập thành một, vô số đệ tử thiên tài tụ tập tại lăng tiêu đỉnh thi đấu với nhau. Thiên khung kiếm của ta đã tu luyện tới đệ tam thức, tin tưởng lần thi đấu này chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Hừ, ta tu hành vô thần quyền sắp đạt đến thức thứ tư, người có thể so với ta sao? Nghe nói chưa, thi đấu lần này đạt tới top 10 sẽ được trưởng lão tông môn dẫn đi quốc gia yêu nhân săn giết yêu nhân, tôi luyện thực lực. Ta sớm nghe nói quốc gia yêu nhân có bảo vật vô cùng vô tận, nhất là yêu hạch, nó có trợ giúp cực lớn với tu luyện, có thể tiến vào trong đó săn giết yêu nhân, về sau thực lực nhất định có thể tăng lên rất mạnh. Cho nên top 10 này ta nhất định phải đạt được ta cũng tình thế bắt buộc, nhiếp vân và đạm thai lăng nguyệt đi giữa đám người giống như đi vào không gian song song, căn bản không có người phát hiện. Lúc này hóa vân tông đã cường đại hơn so với hai năm trước, trước kia xâm nhập quốc gia yêu nhân, săn giết yêu nhân, cho dù cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng phải cân nhắc liên tục, mà bây giờ một ít thanh niên tuấn tải đã dám tổ chức đoàn thể tiến vào. Xem ra lúc trước không diệt sát quốc gia yêu nhân là đúng, nơi này đã là nơi thí luyện tốt nhất với đệ tử hóa vân tông, là nơi đào thải tốt nhất các ngươi là người nào, tiềm hành vào Hóa Vân Tông có mục đích gì. Vào lúc hai người cảm khái Hóa Vân Tông biến hóa suốt hai năm thật lớn, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, một nữ hài đứng trước mặt hai người, nàng nhíu đôi mi thanh tú, lòng bàn tay cầm một thanh trường kiếm bắn ra hàn quang sáng ngời. Nữ hải chừng 14-15 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, tuy hơi có vẻ non nớt nhưng nhìn cử chỉ phong độ, chỉ cần lớn lên sẽ là mỹ nữ cùng cấp bậc với Lạc Huynh Thành. Ân, ngươi nhìn thấy chúng ta, Thấy bộ dạng của nữ hài, nhiếp vân có phần kinh ngạc. Hắn và đạm thai lăng nguyệt đang thi triển pháp môn tàng hình không lợi hại nhưng linh hồn cường đại phong tỏa không gian, đừng nói nữ hài tu vi không cao, cho dù đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thậm chí toái thần cảnh có tới cũng đừng mong nhìn thấy bọn họ mảy may. Hừ, chẳng lẽ tàng hình muốn gây bất lợi với hóa vân tông của ta? Nhanh nói các ngươi là người nào, bằng không ta sẽ thông chi nhiếp tông chủ và khuynh thành sư phụ đánh chết các ngươi. Trường kiếm của nữ hài ca ấn động, quát. Khuynh Thành sư phụ, chẳng lẽ là Khuynh Thành là sư phụ ngươi? Thấy bộ dạng cô bé như vậy, Nhiếp Vân sinh ra tâm tư trêu đùa, hắn cũng không nóng nảy cho thấy thân phận, lúc này trêu chọc nàng. Sư phụ là Khuynh Thành của ta là phù thiên đệ nhất cao thủ, hai người các ngươi hiện tại rời đi ta có thể không bẩm báo sư phụ, nếu không, sư phụ ta xuất hiện thì các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ hài quát, phù thiên đệ nhất cao thủ, Nhiếp Vân cười to, hai năm trước khi đi, thực lực Lạc Khuynh Thành cho dù đỉnh Phong, hơn nữa thể chất đặc thù, lại có đầy đủ tiên thiên linh khí, trở thành đệ nhất cao thủ đại lục phù thiên cũng không khó. Cười cái gì cười, sư phụ ta là thê tử đệ nhất tổ sư nhiếp vân hóa vân tông, có lẽ người nghe nói qua về nhiếp vân tổ sư A, tung hoành thiên địa vô địch thủ, là nhân vật siêu tuyệt, ngay cả thiên yêu thánh hoàng cũng có thể bắt làm nô lệ, hắn còn lưu thủ đoạn trong hóa vân tông, cho dù thần linh hàng lâm cũng không chiếm được chỗ tốt, còn không mau đi, chẳng lẽ thật muốn chết. Nói tới nhiếp phân tổ sư, vẻ mặt nữ hài kiêu ngạo và tự hà. Nhiếp phân nhất thống đại lục phù thiên, xâm nhập quốc gia yêu nhân và bắt giữ thiên yêu thánh hoàng đã trở thành truyền thuyết trên đại lục phù thiên, mỗi một nhân loại đều dùng chuyện này làm kiêu ngạo. Thê tử nhiếp phân, lạc khuynh thành lúc nào thành thê tử nhiếp phân, nhiếp phân nhìn đạm thai lăng nguyệt bên cạnh, hắn đổ mồ hôi lạnh. Hi hi, đạm thai lăng nguyệt bên cạnh cũng không tức giận, nàng cười nhạt, trong mắt mang theo trêu đùa sư phụ kết hôn lúc nào ta không biết nhưng sư phụ và nhiếp vân tổ sư rất ân ái, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh không sợ sư phụ, nhưng các ngươi không phải đối thủ của nhiếp vân tổ sư. Nữ hài thấy hai người bất phi sở động, do dự một chút và quát lên. Xem ra nàng cũng biết thực lực hai người rất mạnh, có lẽ không kém gì sư phụ nàng, trong tình thế cấp bách liền mang nhiếp vân tổ sư ra. Tổ sư nhiếp vân của các ngươi sớm chết rồi, nhiếp vân cười nói, chết, làm can, tổ sư lão nhân ra, thực lực thông thiên, làm sao có thể chết chứ? Nữ hài tức giận đỏ mặt, không chết, không chết sao, người gặp qua hắn chưa? Nhiếp vân hỏi lại, việc này, nữ hài nháy mắt, đúng thế, từ khi nàng tiến vào hóa vân tông thời gian không ngắn nhưng chưa từng gặp qua tổ sư nhiếp vân truyền kỳ. Nhiếp vân tiến vào linh giới là cơ mật cao nhất của hóa vân tông, chỉ có một chút siêu cấp cao thủ mới có tư cách biết rõ, nàng chỉ là đệ tử cho nên không cơ tư cách biết được, lại nói cho dù nói về linh giới thì nàng cũng không biết. Ha ha, chúng ta đi thôi, thấy nàng mê hoặc, nhiếp vân cười ha ha kéo đạm thai lăng nguyệt rời đi. Hai người biến mất trước mặt nữ hài, vừa rồi chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, trêu chọc nàng một chút, lần này tàng hình cho dù nàng có được thiên phú đặc thù cũng không nhìn thấy. Thiên nhãn sư hình thái thứ tư, sau khi nữ hài rời đi, nhiếp vân cười nói, ân, đạm thai lăng nguyệt gật gật đầu, Trước kia kỹ xảo tàng hình của hai người không cao nhưng người bình thường không phát hiện ra, cô bé này có thể nhìn rõ ràng như vậy, chỉ nói rõ một sự kiện. Có được thiên phú thiên nhãn sư, chương 1694, thiên tài tụ tập 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hơn nữa còn là hình thái thứ tư, thực lực nhiếp phân như thế, tu luyện khắc cổ ổ như thế mới chỉ có được thiên phú thiên nhãn sư hình thái thứ ba, đối phương là tiểu nữ hài 14-15 tuổi nhưng có được hình thái thứ tư, thiên phú thật sự khó nói nổi. Khó trách là khuynh thành thu nàng làm đồ đệ, loại thiên phú này đủ làm người ta ngạc nhiên. Hai người tàng hình tiếp tục đi về phía trước, thiên ngoại thiên của Hóa Vân Tông đúng là khác với lúc trước, nó càng huy hoàng cường đại hơn xưa, khí thế tông môn đệ nhất thiên hạ bộc phát triệt để, mang theo uy nghiêm và khí thế cường đại. Chỉ hai năm ngắn ngủi đã có biến hóa ghê gớm như thế. Nhìn Hóa Vân Tông trước mặt, đạm thai lăng nguyệt cảm khái. Tuy tông môn hai năm trước vẫn là đệ nhất tông môn nhưng không có khí tượng như vậy, nếu không phải thiếu niên bên cạnh ngang trời xuất thế, lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, đừng nói như bây giờ, hóa vân tông có tồn tại trên đại lục phù thiên nữa hay không còn khó nói. Bành 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 bành, cơ không đúng, không đúng, lúc đang cảm khái, một thiếu niên xuất hiện ngay cách hắn không xa. Thiếu niên này không kém nữ hài vừa rồi, bộ dạng 14-15 tuổi, đôi mắt đen nhánh mang theo hào quang sáng ngời, thần thái sáng ngời hữu thần nhìn thân thể hắn non nớt nhưng đang dùng tư thái đặc thù, không ngừng múa, đánh từng quyền từng quyền. Vũ thần quyền, liếc mắt nhìn, nhiếp phân lập tức nhận ra thiếu niên thi triển chính là vũ thần quyền mà hắn truyền thụ trước khi rời khỏi phàm giới. Hắn sáng chế vũ thần quyền vào lúc còn là toái thần cảnh, cho dù hắn có được thiên phú võ đạo sư nhưng cảnh giới quá thấp cho nên có vô số lỗ thủng và sơ hở. Tuy loại lỗ thủng này không có gì trong đại lục phù thiên nhưng nếu thi triển tại linh giới sẽ có uy lực không rõ ràng. Âm âm âm, thiếu niên tiến lên phía trước một bước, hắn đánh ra một kích rất mạnh. Tuy một chiêu vũ thần quyền này trong mắt nhiếp vân không hoàn mỹ nhưng thiếu niên trước mắt thi triển không chê vào đâu được, trong quy trong củ, không có chút sai lầm nào, cho dù thi triển ra cũng có uy lực rất mạnh. Không đúng, chiêu này có chút không đúng, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thiếu niên nhíu mày, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như hắn có điều nghĩ không ra. Thử xem, đột nhiên thiếu niên hành động lần nữa, nắm đấm quay cuồng, bàn tay co rụt lại, hắn đánh ra một chiêu vũ thần quyền. Chiêu số cũng giống như lúc nãy nhưng đã có chút ít biến hóa. Ân, nhìn thấy cảnh này sắc mặt nhiếp vân vui vẻ. Quyền pháp của thiếu niên có biến hóa yếu ớt nhưng đúng là lỗ thủng của vũ thần quyền. Thiếu niên còn không đạt tới nạp hư nhưng có thể thôi diễn ra lỗ thủng của vũ thần quyền. Loại thiên phú này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Có phải cảm ta ấy vũ thần quyền không đúng hay không? Thân thể nhiếp vân ngay lập tức xuất hiện trước mặt thiếu niên. Đối với loại thiên tài này, hắn phi thường cam tâm tình nguyện chỉ điểm một hai. Vũ thần quyền là hắn sáng tạo ra nhưng trước kia thời gian cấp bách cho nên không cân nhắc cẩn thận, khó tránh khỏi có chút sai lầm, ngay cả đám người lạc huynh thành không có nhìn ra, thiếu niên này phát hiện và đền bù, đủ thấy thiên phú rất tốt. Ngươi là người nào, thiếu niên không nghĩ tới trước mắt có hai người xuất hiện, hắn giật mình liên tiếp lui về phía sau. Ta là bằng hiếu cũ của trưởng lão tới xem lễ, nhìn ngươi tu luyện vũ thần quyền nhất thời ngứa nghề tới hỏi một chút. Nhiếp vân thuận miệng nói xem lễ tiền bối tốt thiếu niên lui về phía sau một bước thái độ kính cẩn đệ tử hóa vân tông thi đấu trưởng lão tông môn mời không ít người tới xem lễ có thể được được mời đều là nhân vật vô thượng ít nhất là cường giả phá không cảnh hắn không dám vô lễ với người như vậy khách khí nhiếp vân cười cười nói có phải cảm thấy vũ thần quyền có chút không đúng không dám ta tài sơ học thiền sao có thể nhìn ra không đúng chỉ là tùy ý vung vẩy hai quyền sắc mặt thiếu niên đỏ lên Vũ thần quyền là quyền pháp của Hóa Vân Tông nhiếp vân tổ sư lưu lại, vô số người tu luyện, làm sao có thể xuất hiện lỗ thủng, cho dù xuất hiện lỗ thủng cũng không phải tiểu tử như hắn có thể nhìn ra. Nói cũng không thể nói như vậy, vũ thần quyền là người sáng tạo ra cho nên sẽ tồn tại lỗ thủng, tu luyện phải có tư tưởng của mình mà không phải từng bước học tập, bằng không cho dù luyện được cũng vô dụng. Chiều vừa rồi của ngươi rất đúng, hiện tại ta nói lỗ thủng của quyền pháp cho ngươi biết. Nhiếp vân cắt lời của đối phương, hắn tươi cười nói lý giải vũ thần quyền. Võ học một đạo, chú ý thiên phú tâm tính mà không phải làm từng bước, làm từng bước dù học được nhưng nhiều nhất là vũ si, Muốn trở thành võ học đại sư chân chính, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng gạt bỏ chiêu số của tiền nhân. Thời điểm rời khỏi hóa vân tông, nhiếp vân tự lưu lại thuyết pháp mỗi người như rồng, mỗi người đều có ý thức tự chủ và suy nghĩ, cũng không phải chỉ biết vùi đầu vào học như máy móc. Chính bởi vì thế hắn mới hiện thân giải thích cặn kẽ một ít lỗ thủng của vũ thần quyền. Ah, à nghe được nhiếp vân giảng giải đôi mắt thiếu niên càng ngày càng sáng, một lát sau hắn thét dài và khí thức của hắn tăng lên rất nhiều. Không ngờ đốn ngộ thực lực tăng nhiều, xem ra hóa vân tông bị kinh doanh không sai, nhìn thấy bộ dạng thiếu niên, nhiếp vân cười, liên tục nhìn thấy hai người tuổi không lớn nhưng tiềm lực vô hạn, nói rõ hóa vân tông trải qua hai năm phát triển đã triệt để tiến vào quỹ đạo, cho dù không cần hắn ra tay, về sau cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy thiên phú hai người mạnh thế hắn cũng không ghen ghét, hắn càng ngày càng cao hưng. Thiên tài nhân tộc càng nhiều, nói rõ càng cường thịnh, đây là ước nguyện ban đầu khi hắn thống nhất đại lục phù thiên. Kéo tay Đạm Thai Lăng Nguyệt đi lên phía trước, hai người bước vào Lăng Tiêu Đỉnh. Tất cả cố nhân đang ở Lăng Tiêu Đỉnh, trang cảnh Hóa Vân Tông hiện tại rất tốt, cũng nên đi gặp bọn họ. Hôm nay là thời gian Hóa Vân Tông tổ chức thi đấu, các vị có thể tới đây ta vô cùng cao hứng. Vừa bước vào Lăng Tiêu Đỉnh, hắn nhìn thấy một trung niên nhân, đứng giữa đại điện, thần thái uy vũ mang theo nụ cười tự tin phụ thân, nhiếp khiếu thiên, nhiếp phân rời khỏi đại lục phù thiên, phụ thân nhiếp khiếu thiên tiếp nhận vị trí tông chủ hóa vân tông. chương 1695, cùng đi linh giới thượng một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phổ thân lúc này gương mặt cương nghị bình tĩnh, trong mắt mang theo uy nghiêm nồng đậm, bộ dạng hoàn toàn khác với lúc chán nản uống rượu, xem ra hai năm làm tông chủ đã làm hắn nhặt lại tự tin, lần nữa biến thành đệ nhất thiên tài quát tháo thành lạc vị năm xưa mời các vị tới xem lễ là vinh hạnh của Hóa Vân Tông. Nhiếp Vân nhìn về phía phụ thân, Nhiếp Khiếu Thiên đang ngồi tại chỗ có cảm ứng, đột nhiên dừng lại nhìn qua. Phụ thân, Nhiếp Vân hô lên một tiếng. Phụ thân, Tông chủ Nhiếp Khiếu Thiên chỉ có một nhi tử, đó chính là. Chẳng lẽ là, nghe được tiếng hô, nhìn thấy Tông chủ Nhiếp Khiếu Thiên hưng phấn cho nên người trong đại điện nhanh chóng nghĩ tới một loại khả năng, tất cả đều mở to mắt nhìn sang. Thiếu niên trước mắt dung mạo anh Tuấn mang theo ý cởi nhàn, Nhạt nhưng người ta lại cảm thấy hắn rất bình tĩnh, nếu như nhìn cử động và động tác sẽ cảm thấy hắn không có chút tu vi nào. Chỉ khi nào nhìn thời gian dài lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như đang lâm vào thời không khác, chỉ cần đối phương nguyện ý thậm chí không cần ra tay, tùy tiện một ý niệm cũng có thể làm bọn họ tử vong. Nhiếp Vân Tổ sư, là Nhiếp Vân tông chủ, tất cả mọi người nhận ra, thiếu niên bình thản không có gì lạ trước mắt chính là người nhất thống đại lục phù thiên, là Nhiếp Vân sáng tạo thần thoại bất hủ hắn không phải đi linh giới sao như thế nào chẳng lẽ hắn từ linh giới trở lại đôi mắt người trong đại sảnh mở to ít hầu phát khô khó mà tin được tuy bọn họ không biết linh giới có tình huống thế nào nhưng từ việc rất nhiều đại năng rời đi nhưng không ai có thể quay trở về đã biết rõ trở về quá khó khăn mà nhiếp phân tông chủ mới đi hai năm đã quay về xảy ra chuyện gì ngươi ngươi nhiếp khiếu thiên có chút không dám tin tưởng bờ môi run rẩy vốn tưởng rằng nhi tử đi linh giới ít nhất mấy trăm năm thậm chí cả đời cũng không gặp lại không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy đã gặp lại hắn ha ha nhị tử có chỗ ở trong linh giới muốn tiếp nhận phụ thân cùng đi nhìn bộ dạng của hắn nhiếp phân cười nói tiếp ta cùng đi nhiếp khiếu thiên có chút không dám tin vào tai của mình có chỗ ở tại linh giới chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn thích ứng linh giới chủ nhân chủ nhân chúng ta cũng muốn cùng đi linh giới với ngươi nhiếp khiếu thiên khiếp sợ nói không ra lời đột nhiên có vài tiếng vang lên bốn bốn người xông tới. Chính là tiểu hổ, tiểu phong, tiểu hắc các sủng thú. Bốn yêu sủng của nhiếp vân trước khi đi linh giới đã chặt đứt trói buộc linh hồn của chúng, lúc hắn rời đi chúng cũng không rời đi mà dừng lại trong hóa vân tông, vẫn tự cho lại yêu sủng của mình. Yêu thú có kiêu ngạo của mình, chủ nhân giải trừ linh hồn trói buộc tương đương trả tự do cho chúng, như vậy chúng không rời đi, cũng không phải đắm mình mà là biết rõ, nếu như không phải thiếu niên trước mắt thì chúng chỉ có thể bồi hồi tại trí tôn cảnh, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới hiện tại. Tri ân đồ báo, yêu thú cũng không phải thế hệ vong ân bội nghĩa. Ngươi, trở lại, lúc bốn đại yêu sủng lao tới, ngay sau đó có tiếng nói vang lên, là khuynh thành xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Hai năm không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn trước, cũng không chỉ bởi vì tu luyện thành công hay vô cấu chi thể cường đại, toàn thân của nàng tỏa ra hào quang thánh khiết xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được trở lại nhiếp phân gật đầu vẫn chưa tới năm ngàn năm người hứa hẹn ai ta sớm biết như vậy đã việc nghĩa không trùn bước lạc khuynh thành chỉ kích động một hồi lúc này ánh mắt ảm đạm thấy bộ dạng của nàng như thế sắc mặt nhiếp phân đỏ lên lúc này mới nhớ tới hứa hẹn với nàng lúc trước hắn từng hứa hẹn chỉ cần trong năm ngàn năm lạc khuynh thành không đến linh giới hắn sẽ đích thân hạ giới đón nàng làm tân nương mà bây giờ thời gian mới qua hai năm đã quay về phàm giới ước định này tự nhiên không tính nữa Kỳ thật hắn biết rõ tình cảm của Lạc Huynh, cũng rất ưa thích đôi phương, chỉ là trong lòng của hắn chỉ có một người con gái có thể làm thê tử, cái kia chính là Đạm Thai Lăng Nguyệt. Cho dù thế nào cũng không thể thay thế, đây là thê tử của ta, Đạm Thai Lăng Nguyệt, xấu hổ qua đi, nhiếp vân biết rõ chuyện này phải giải quyết, nhẹ nhàng kéo Lăng Nguyệt bên người và nói. Bái kiến Lăng Nguyệt tỉ tỉ, Lạc Huynh thành gật đầu, nàng sớm gặp qua Đạm Thai Lăng Nguyệt, nàng cũng rung động vì nữ hài không ăn khói lửa nhân gian, nàng không thể sinh ra tâm tư đố kỵ chút nào. Tuy nàng cũng rất ưa thích nhiếp vân nhưng cũng biết nữ nhân trước mắt mới là người hắn yêu nhất cả đời. Lạc khuynh thành tới, dịch thanh, bách hoa tu và những nữ nhân có quan hệ với nhiếp vân cũng tới, lúc này mỗi người các nàng đều có thực lực toái thần cảnh, xem ra hai năm qua không có nhản rỗi, các nàng đều cố gắng tu luyện. Nhớ ngày đó đại lục phù thiên chỉ có một cường giả toái thần cảnh chính là lão tử quỷ hạ hành, mà bây giờ đã có hơn 10 người, cũng khó trách hóa vân tông có thể triệt để củng cố địa vị đệ nhất tông môn. Có những cường giả như thế cũng đủ để chấn nhiếp yêu nhân tộc không dám có ý khác. Vân Nhi, mẫu thân cũng nghe tin tức Nhi Tử quay về, không biết từ nơi này đuổi trở lại, vẻ mặt kích động. Thực lực của nàng không yếu, không ngờ cũng giống như phụ thân, có thực lực vái thần cảnh. Trước khi nhiếp Vân đi từng mang bảo bối của thiên yêu thánh hoàng giao cho bọn họ, bảo vật vô số, hơn nữa có thời không lung khu của lão tử quỷ, chỉ sợ muốn tu luyện chậm cũng là chuyện không thể nào biết rõ nhiếp vân trở về, đông nam tây bắc tứ đại trưởng lão cũng chạy tới. Vốn tông chủ hóa vân tông bảo bọn họ tới đây quan sát và tỏa đàm về đệ tử thiết giấu, không ngờ cuối cùng dùng ôn chuyện nhiếp vân làm trung tâm. Tuy bị vắng vẻ nhưng các cao thủ tới đây xem lễ không dám nói gì, bọn họ nhìn nhiếp vân với ánh mắt nóng bỏng. Thiếu niên này nhìn tuổi không lớn nhưng cả đại lục phù thiên, thậm chí là hắn nhân vật nổi danh khắp phàm giới, có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là vinh hạnh hiếm có lần này ta quay về muốn phụ mẫu chủ trì hôn lễ giữa ta và Nguyệt Nhi. Trò chuyện một hồi, nhiếp phân tươi cười nói rõ mục đích của mình. Hôn lễ, người muốn kết hôn, mẫu thân nhìn nhiếp phân, lại nhìn đạm thai lăng nguyệt bên cạnh hắn và hiểu ra. chương 1696, cùng đi linh giới thượng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nàng đã sớm gặp đạm thai lăng nguyệt, biết rõ lựa chọn của nhi tử. Vâng, nhiếp phân gật đầu, hơn nữa hôn lễ này ta muốn tổ chức tại linh giới, hy vọng các người có thể đi qua. Linh giới, ta muốn đi, ta cũng muốn đi, tông chủ mang ta đi, ta cũng muốn đi linh giới. Nhiếp vân vừa dứt lời, chung quanh có nhiều tiếng la vang lên, quay đầu nhìn thấy mọi người đều tới, vẻ mặt chờ mong. Linh giới chính là thánh địa tu luyện trong lòng của mọi người, có thể tiến vào, tiền đồ bất khả hạn lượng. Linh giới cũng không tốt như các người tưởng tượng đâu, khắp nơi đều tràn ngập tu la sát khí, hơi không cẩn thận sẽ điên đấy. Nhìn thấy mọi người như vậy, nhiếp vân làm sao không biết mị người suy nghĩ cái gì, hắn cười khổ một tiếng, lúc này giải thích chuyện linh giới. Linh giới cũng không phải muốn đi có thể đi, tuy nơi đó tiên thiên linh khí sung túc, tài nguyên phong phú, có thể làm thực lực người ta tiến bộ nhưng không gian áp bách quá lớn, không có đạt tới toái thần cảnh tiến vào trong đó sẽ bị ép thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Cho dù nguy hiểm ta cũng muốn đi, tu luyện giả chúng ta, nếu bó tay bó chân làm sao có thể không ngừng gia tăng tu vi trở thành cường giả nhiếp vân nói lời này không làm mọi người trùn bước ngược lại càng kiên định hơn hạ hành tiền bối người nói cẩn thận chuyện linh giới với bọn họ đi ta đi tâm sự với phụ mẫu nhìn thấy bộ dạng mọi người như thế nhiếp vân bất đắc dĩ lắc đầu tinh thần khẽ động hắn gọi lão tử quỷ hạ hành ra khỏi tinh cung đã quyết định đến phàm giới hắn phải mang theo hắn sống tại hóa vân tông mấy ngàn năm đã sớm có cảm tình thâm hậu không cho hắn trở lại nhìn thì hắn sẽ oán trách linh giới cũng không dễ dàng như đồn đãi tuy tông chủ thân là cường giả tiên quân. Muốn mang chúng ta đi cũng không phải vấn đề quá lớn. Lão tử quỷ hạ hành vừa xuất hiện đã cười cười, cũng không giải thích, hắn nhìn sang nhiếp vân, vừa cười vừa nói. Cường giả cấp bậc tiên quân, tiên quân là cảnh giới gì, có thực lực gì, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhiếp vân cũng chỉ biết khóc cười, không nghĩ tới hắn lại trấn an mọi người, hắn lại trực tiếp nói như vậy. Trong các người mạnh nhất là toái thần cảnh, trên toái thần cảnh chính là tiên cấp cửu trọng, mà tiên quân áp đảo trên tiên cấp cửu trọng. Cho dù tại linh giới cũng là nhân vật cường đại, lão tử quỷ nói trên toái thần cảnh còn có tiên cấp cửu trọng, trên tiên cấp cửu trọng mới là tiên quân. ah, tông chủ trong hai năm ngắn ngủi đạt tới cảnh giới này, có thể ở lăng tiêu đỉnh đều là cao thủ, chỉ nghe một câu đã hiểu tiên quân cường đại. bọn họ mở to mắt nhìn về phía nhiếp vân. hai năm qua ta và tông chủ đi linh giới chỉ hơn một năm thôi, tông chủ từ toái thần cảnh đạt tới thực lực hiện tại thật sự còn chưa đạt tới một năm lão tử quỷ vuốt vuốt tròm dâu, chưa tới một năm, tiên cấp cửu trọng khẳng định còn khó tu luyện hơn đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, không tới một năm đã đột phá. Tông chủ không hổ là tông chủ, loại tốc độ tu luyện này thật đáng. Sợ, nghe được lão tử quỷ nói thế mọi người có cảm giác muốn điên rồi. Tiến bộ một cấp trong đoạt thiên tạo hóa bí cảnh với bọn họ mà nói còn khó hơn lên trời, đối phương tu luyện tiên cấp cửu trọng chưa tới một năm đã đạt tới cảnh giới tiên quân, không hổ là nhiếp phân nổi danh thiên hạ, thật đáng sợ hạ hành tiền bối ta cho ngươi đi ra ngoài là khuyên bảo mọi người không nên mù quáng tiến vào linh giới ngươi thấy ánh mắt cực nóng chung quanh như muốn hòa tan mình nhiếp vân bất đắc dĩ lắc đầu hắn muốn giới thiệu tình huống của linh giới chứ không phải giới thiệu tình huống của mình lại nói bản thân mình hiện tại không phải tiên quân ha ha cao hứng quá nên quên linh giới khác với phàm giới của chúng ta nó tàn khốc hơn nơi đây nhiều lão tử quỷ gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ hắn cũng giảng giải chuyện linh giới một lần thậm chí cường điệu giảng thuật nhiếp vân đại náo thập đại gia tộc. Linh giới thực đáng sợ như thế, chẳng lẽ không đạt tới toái thần cảnh thực không thể tiến vào. Ai, nếu không gian áp bách thấp hơn một ít, có lẽ tiến vào không thành vấn đề, nếu như có thể tiến vào linh giới, chúng ta ít nhất là thành viên của tông chủ, về sau thành lập một thế lực cũng tốt. Đúng vậy, cho dù thực lực tông chủ mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người, nếu chúng ta đi lên gia tăng không ít thực lực, ít nhất sẽ gia tăng không ít nội tình cho liên nguyệt các nghe được lão tử quỷ giảng thuật mọi người liên tục nghị luận mọi người nghị luận cũng lọt vào tai nhiếp phân đột nhiên toàn thân hắn chấn động đôi mắt mở to và không thể tưởng tượng nổi tính áp bách không gian thấp xuống nếu như thu toàn bộ đại lục phù thiên vào nạp vật đan điền sẽ xuất hiện tình huống như thế nào hiện tại nạp vật đan điền của nhiếp phân vô cùng to lớn cho dù thu chọn đại lục phù thiên vào trong cũng không thành vấn đề hơn nữa nương theo hắn tấn cấp không gian bên trong rất kỳ lạ người sống đi vào cũng không có nguy hiểm gì nếu như mang đại lục phù thiên đều vào trong, những người này có tính đã tiến vào linh giới hay không? Đến lúc đó chỉ cần khai thông thông đạo nạp vật đan điền và linh giới, từ đó rất nhiều cường giả trên đại lục đều có thể hưởng dụng tiên thiên linh khí, như vậy chẳng phải cao thủ nhiều như nấm sau mưa hay sao? Nghĩ vậy ánh mắt nhiếp vân nóng bỏng, hắn thành lập liên nguyệt các tiện linh giới nhưng quá ít người, cũng không có thành viên tổ chức gì, nếu có thể mang đại lục phù thiên tới, chỉ cần cấp đủ tài nguyên tu luyện, thời gian mấy ngàn năm, vài vạn năm sau, Liên Nguyệt Các sẽ trở thành thế lực như thập đại gia tộc, thậm chí siêu việt thập đại gia tộc cũng có thể. Nơi không có tiên thiên linh khí, những người này đều có thể tu luyện tới tình trạng như thế, đủ thấy thiên phú, một khi tiến vào linh giới nhất định sẽ tiến vào thời kỳ bộc phát. Tuy, nội tâm nhiếp phân hơi động và nghĩ tới nhiều việc, đào tạo ra một siêu cấp thế lực hao phí thời gian quá dài, những người này tuy là thiên tài nhưng không có rất nhiều thiên phú. Không có khả năng giống hắn đột nhiên tăng mạnh, không có bình chứng tu luyện trải qua mấy ngàn hoặc vài vạn năm đã làm mình đủ mạnh, Tu La Vương sẽ không cho hắn nhiều thời gian như thế. chương 1697, cùng đi linh giới khả. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Phải tăng tốc độ tu luyện lên nhanh hơn thôi. Biện pháp tăng nhanh tốc độ nhanh nhất chính là thời không lung khu của lão tử quỷ. Thời gian nơi này là 100, 1, bên ngoài 1 năm bên trong trăm năm, chỉ cần có thể mang theo nơi này, cũng bỏ tất cả mọi người vào. Thời gian cải biến, trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng vô số siêu cấp cao thủ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nghĩ thông suốt điểm này, đôi mắt nhiếp vân càng ngày càng sáng. Về phần linh khí các loại, thế giới nạp vật đan điền do hắn làm người sáng tạo, tuy muốn mang linh khí phủ kín đan điền là chuyện khó thực hiện nhưng có thể tập trung linh khí phạm vi nhỏ sung túc như linh giới là chuyện không khó. Ha ha, ta nghĩ dớ rồi, chúng ta cùng đi linh giới. Hiện tại ta phải bàn giao với các vị trước, Thực lực không có đạt tới toái thần cảnh đỉnh phong thì không cho phép vị ý qua lại linh giới." Nhiếp Vân nói, "Tốt, nghe hắn đồng ý, trên mặt mọi người mang theo vui mừng. Linh giới là sân khấu to lớn, chỉ có tiến vào trong đó mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại." Trong lòng có quyết định, Nhiếp Vân đi tới thời không lung khu, trước kia cần tốn hao thời gian mấy ngày mới tới nơi đây, hiện tại hắn chỉ đi một bước là tới, đi tới trước thời không lung khu, tinh thần khổng lồ mở ra và bao phủ lấy nó. Hô quả nhiên đúng như dự đoán lung khu cực lớn lập tức biến mất bị hắn thu vào nạp vật đan điền ầm ầm thời không lung khu vừa tiến vào đan điền nhiếp phân chấn động nạp vật đan điền sinh ra biến hóa kỳ diệu màu vàng lợt mặt ngoài đan điền càng ngày càng ngưng thực dường như xuất hiện kim cô diện tích bên trong càng lớn cho dù vẫn không có linh khí nhưng thời gian vững chắc hơn rất nhiều đây là tốc độ thời gian trôi qua nếu không như thế nhiếp phân còn giống như nhìn thấy đan điền trong thế giới thời gian trôi qua tốc độ cải biến thời gian trong nội tâm khẽ động ngón tay điểm về phía trước vù vù tốc độ chảy của thời không lung khu đã bị hắn khống chế càng lúc càng nhanh đảo mắt biến thành một nghìn một đạt tới tốc độ này làm hắn có cảm giác sụp đổ dường như một khi vượt qua thì ngay cả hắn cũng không chịu nổi xem ra loại năng lực này có quan hệ với thực lực bản thân và hình thái đan điền tuy thực lực của hắn hiện tại có thể đánh chết tiên quân bình thường nhưng dù sao không có đạt tới tiên quân cảnh một khi đột phá hắn có thể khống chế thời gian trôi qua thuần thục hơn rất nhiều. Dù như thế cũng làm người ta khó tin nổi, có thể khống chế thời gian, loại năng lực này cho dù là cả linh giới cũng chưa nghe nói qua, chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Nạp vật đan điền lúc trước là hình thái thứ sáu, nuốt đi thời gian lung khu ẩn chứa thời gian pháp tác đã trực tiếp tấn cấp hình thái thứ bảy, nếu như có thể tấn cấp đến thứ 8, thứ 9, thậm chí là hình thái thứ 10 cao cấp nhất khẳng định còn có thể lợi hại hơn. Nhiếp vân hít khí lạnh, Tuy không biết nạp vật đan điền trước mắt có hình thái thứ mấy nhưng không phải hình thái cao cấp nhất, nếu có thể đạt tới tầng thứ 10, chỉ sợ nó có thể diễn hóa thành thế giới mới tinh. Đương nhiên, loại cơ duyên đột phá này cũng không phải tùy ý có thể thành công. Một lần nữa trở lại đại lục Phù Thiên, hắn đoàn tụ với phụ mẫu hai ngày, lúc này nhiếp vân mới gọi đạm thai lăng nguyệt đi ra một mình và nói rõ mục đích. Ta muốn mang đại lục Phù Thiên cùng đi linh giới, mang cả đại lục Phù Thiên cùng đi đạm thai lăng nguyệt nháy mắt mấy và có phần không rõ ý của hắn đừng phản kháng ta mang người đi một nơi tinh thần khẽ động nhiếp phân thu em mờ thai lăng nguyệt vào trong đan điền chuyện nạp vật đan điền tấn cấp cũng không nói với đạm thai lăng nguyệt cho nên nàng cũng không biết đan điền bình thường nhất có thể diễn hóa thành thế giới rộng như vậy đây là đây là một tân thế giới đạm thai lăng nguyệt vừa tiến vào thế giới đan điền liền sững sờ lúc này mở to mắt và che miệng lại nếu như nói trước kia gặp thế giới thứ ba là nơi hỗn loạn không gian nơi này rất ổn định mặc dù không có linh khí nhưng vô cùng có tiềm lực ta không thể cảm ứng thiên đạo tại nơi này nàng vận chuyển thiên đạo chi khí trong người đạm thai lăng nguyệt ngạc nhiên phát hiện nơi này căn bản không có thiên đạo gì đáng nói càng không cách nào cảm ứng ta chính là thiên đạo nơi này thấy bộ dạng của nàng như vậy nhiếp phân cười cười tinh thần khẽ động thiên địa lập tức phát sinh biến hóa sông núi hồ nước lập tức hành động theo ý của hắn cho dù bầu trời và mặt đất chuyển hóa cho nhau cũng không có gì khó đây là thế giới trong nạp vật đan điền, hắn chính là sáng thế chủ, nơi này có thiên đạo hay không đều là một ý niệm của hắn. Nơi này là nơi nào? Tại sao người có được thực lực cường đại như thế? Đạm thai lăng nguyệt mở to mắt, dường như tới hiện tại vẫn không nghĩ ra. Tuy nàng ở chỗ này không cảm thụ được thiên đạo nhưng lại biết rõ không gian hoàn toàn nghe theo nhiếp phân phân phó, hoàn toàn. Tồn tại theo ý của hắn, loại năng lực này vượt xa thiên đạo sư, có thể nói tại thế giới này, cho dù 10 thiên đạo sư, 100, một ngàn tiên quân cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là nạp vật đan điền của ta, nhiếp vân nói, nạp vật, đan điền, đạm thai lang nguyệt có chút khó mà tin được, miệng há hốc mồm. Nạp vật đan điền bài danh 9999 là đan điền bình thường nhất, tại sao lại lớn như vậy, hơn nữa còn có không gian, thời gian pháp tắc. Xếp hạng 9999, lần đầu tiên nhiếp vân nghe được bài danh của nạp vật đan điền cho nên sững sờ. Trước kia hắn chỉ biết đan điền này có xếp hạng phi thường thấp, lại không nghĩ rằng bài danh thấp như vậy, xếp hạng thứ 9999 trong một vạn đại đạo, xem như cũng được xếp hạng thứ hai đấy. Đúng vậy a, à, người trong linh giới gần như đều có đan điền này, là thiên phú đơn giản nhất, chưa từng nghe nói có người nào tấn cấp hình thái của nó, người tấn cấp hình thái. Đạm thai lang nguyệt khiếp sợ một hồi, lập tức hiểu ra chuyện gì cho nên hỏi thăm. Nạp vật đan điền của người khác có không gian chứa đựng cố định, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ, có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thậm chí còn chứa được người sống. Ân, nhiếp vân cũng không giấu giếm, gật gật đầu, hình thái thứ mấy, đạm thai lăng nguyệt nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết, đan điền mặt ngoài có màu vàng lợt, hơn nữa có đường vân màu vàng. Nhiếp vân miêu tả bộ dạng nạp vật đan điền hiện tại một lần. chương 1698, Liên Hợp 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là hình thái thứ bảy, đạm thai lăng nguyệt kiến thức rộng rãi, gật gật đầu trong mắt mang theo nóng bỏng nạp vật đan điền tấn cấp lúc trước chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy có rảnh hỏi ra ra một chút hắn khẳng định biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì ân chờ quay về linh giới có rảnh đi bái phỏng ra ra của ngươi nhiếp vân gật gật đầu ngươi muốn thu đại lục phù thiên vào nơi này biết rõ đây là nạp vật đan điền đạm thai lăng nguyệt đã hiểu vì sao hắn có ý muốn mang đại lục phù thiên cùng đi lúc này hít khí lạnh ân đại lục phù thiên có diện tích thật lớn Tùy thực lực của ta bay, giờ rất mạnh, muốn lấy đi trong nháy mắt cũng không có khả năng, ngươi là Thiên đạo sư, khống chế thiên đạo, qua một lúc giúp ta là được." Nhiếp Vân cười nói, "Đại Lục Phù Thiên thật sự quá lớn, hơn nữa liên lụy linh khí và nhiều chuyện khác, cho dù thực lực của hắn hiện tại rất mạnh, muốn trong nháy mắt lấy nó đi cũng là chuyện lực bất tòng tâm, có Đạm Thai Lăng Nguyệt hỗ trợ thì khác. Việc này đơn giản, ta có thể cố định linh khí mấy vạn giảm của Đại Lục Phù Thiên thành chỉnh thể với cả đại lục, sau đó ngươi lại thu như vậy cho dù tiến vào linh giới sau thời gian ngắn không có tiên thiên linh khí cung cấp cũng không ảnh hưởng tới người trên đại lục. Đạm thai lăng nguyệt cười nói, như vậy là tốt nhất, nghe được nàng đề nghị, đôi mắt nhiếp vân lóe sáng. Trước kia còn đang suy nghĩ sau khi mang đại lục đi, linh khí làm sao bây giờ, trực tiếp biến linh khí và đại lục thành một chỉnh thể với nhau, mặc dù vào trong đan điền, người ở lại bên trong không gặp vấn đề gì. Đã quyết định thì làm đi, thương nghị với nhau xong, hai người rời khỏi nạp vật đan điền, một lần nữa đi tới đại lục phù thiên lòng bàn tay vận chuyển thiên đạo chi khí đạm thai lăng nguyệt giống như hóa thân thành thiên đạo khống chế cả đại lục phù thiên thiên nhãn quan sát nhiếp vân nhìn thấy linh khí lúc này dung hợp hoàn mỹ với đại lục hội tụ thành chỉnh thể thống nhất thu tinh thần khổng lồ bao phủ sau đó hơi động và thu đi hô đại lục phù thiên lập tức biến mất tại chỗ và tiến vào đan điền thành công thở ra một hơi phát hiện cũng không có dị thường gì nhiếp vân cười ha ha đi thôi cũng thu đại lục khí hải cùng đi, đại lục phù thiên có thể thu, đại lục khí hải nhỏ hơn cho nên có thể tùy ý ai đi. Nơi này là nơi xuất sinh hai đời của hắn, lưu nó ở nơi này gặp phải yêu nhân xâm lấn, còn không bằng thu nó mang đi cùng. Lúc này đại lục khí hải cũng bị thu vào đan điền. Hoàn thành tất cả, quay trở lại linh giới thôi, thấy hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra, nhiếp vân lại không ngừng lưu ý chung quanh, hắn kéo lăng nguyệt bên cạnh rời đi, hai người nhanh chóng bay tới linh giới đã lấy đại lục phù thiên rời đi, thế giới thứ ba lúc trước không biến mất, tìm được vị trí liền xé rách không gian, trực tiếp chui vào. Nhiếp vân đi phàm giới hưởng thụ thời gian ấm áp bình tĩnh, tại linh giới không yên ổn chút nào. Sau khi đánh nổ cửu tiêu cung, đại náo đạm thai ra, chặt đức thiên đạo sơn, thành lập liên nguyệt các. Mỗi một chuyện đều là khiêu khích trần rụi, cũng chọc thập đại gia tộc, khiêu khích uy nghiêm linh giới. Trong cửu tiêu cung sau trùng kiến, không có khí thế như dĩ vãng, cả đại sảnh tràn ngập áp lực nặng nề. Uy danh thập đại gia tộc chúng ta hiển hách nhưng ăn thiệt thòi lớn trong tay tiểu tử miệng còn hôi sữa, chuyện này không thể kết thúc. Sắc mặt Đạm Thai Mạc Vân trầm thấp, thập đại tiên quân bố trí thiên la địa võng vây bắt một tiểu tử còn chưa đạt tới cảnh giới tiên quân, chẳng những còn để hắn bỏ trốn, hơn nữa mỗi lần đều bị hắn đả thương, loại trình độ mất mặt lớn như thế, từ khi linh giới thành lập đến nay chưa bao giờ có. Không sai, hiện tại cả linh giới đang cười nhạo chúng ta. Nếu như không đánh chết tiểu tử này thì về sau thập đại gia tộc chúng ta còn có uy nghiêm gì đáng nói tại linh giới chứ? Nghe nói gia hỏa này kiến tạo liên nguyệt các tại xích oanh vực, việc này có thể xem là khiêu khích. Thập đại trưởng thượng không thể tổn thất, ta đề nghị thiên địa lục đạo liên hợp với nhau thảo phạt hắn, cần phải đánh chết hắn. Trong đại sảnh có rất nhiều tiên quân lòng đầy căm phẫn. Bị nguyên khí đạn nổ bị thương, bọn họ tu dưỡng nhiều ngày đã triệt để khôi phục nhưng thân là tiên quân bị thương trong tay nhiếp vân là sỉ nhục điểm này làm bọn họ cảm thấy áp lực không thôi, dường như không báo thủ thì không có mặt mũi làm người. Liên hợp thiên địa lục đạo, Phật giới, mà giới bọn họ đang chờ xem chúng ta bị chê cười đấy, lần này ngã đau như vậy, bọn chúng làm sao ra tay. Không bỏ đá xuống giếng đã không tệ lắm rồi, nghe được mọi người đề nghị, đạm đài Mạc Vân hừ một tiếng. Đại năng thiên địa lục đạo không đoàn kết giống như tưởng tượng, bởi vì quy định nào đó mới bình an vô sự, hiện tại linh giới thập đại gia tộc bị nhục, bọn họ không ngừng chê cười đã tính là tốt chờ bọn họ ra tay giúp đỡ là chuyện không thể nào mạc vân thúc thúc không nên gấp gáp phật giới ma giới nhất định sẽ giúp lú này đạm thai sang vũ nói lần trước đạm thai sang vũ cũng không bị đánh chết hắn bị thương nặng nhưng hiện tại thương thế không những khỏi hẳn thực lực lại có tinh tiến không ít nói nghe một chút đạm thai mạc vân biết rõ cháu trai này túc trí đa mưu dám nói như vậy khẳng định có biện pháp lúc này hỏi lúc đầu ta bảo nhiếp vân làm ba nhiệm vụ độ khó chỉ là thứ nhất, trọng yếu là làm hắn gây thù không nhỏ. Hắn tới ma giới trộm thất tâm Long Châu, người cảm thấy ma giới sẽ bỏ qua cho hắn. Đi yêu nhân giới đạt được người đạo linh hồn chi khí, tuy ta không biết tình huống như thế nào nhưng theo ta biết rõ tin thì yêu nhân giới không bình tĩnh, dường như thiên yêu thánh hoàng và hỗn độn kỳ quái do linh hồn sư nhan chi đào tạo trăm triệu năm bị đánh cấp. Chuyện này hoàn toàn có thể giá họa cho hắn, cuối cùng hắn đi trộm lôi đình chi châu, hắn chẳng những trộm lôi đình chi châu, hắn còn luyện hóa bỉ ngạn lôi vực của người ta, chuyện này đã chọc thù không đội trời chung với Phật giới. Thì hận như thế Phật giới làm sao có thể buông tha. Chỉ cần lợi dụng tốt ba chuyện này, ma giới, yêu nhân giới và Phật giới khẳng định sẽ tới, đến lúc đó rất nhiều cao thủ tề tụ, đánh chết hắn không phải chuyện khó khăn. Trên mặt đạm thai sang vũ mang theo thần thái dữ tợn. chương 1699, Liên Hợp 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, Bố trí ba chuyện lúc trước là muốn giết nhiếp phân, lại không nghĩ tới thực lực gia hỏa này càng ngày càng mạnh, đã tới mức hắn không thể khống chế. Ân, rất tốt, đã như thế nên nắm chắc thời gian phái người đi Phật giới, yêu nhân giới và ma giới câu thông, cùng bọn họ thương định việc thảo phạt. Đôi mắt đạm thai Mạc Vân sáng ngời, A-di-đà Phật, không cần đi Phật giới, chúng ta đã tới. Âm ầm, hắn vừa dứt lời, đột nhiên có âm thanh như tiếng chuông vang lên, âm thanh to lớn làm người ta tỉnh ngộ, Lúc này một đạo Phật quang tỏa sáng, mấy cao tăng đại Phật cưỡi thủy thú bay tới. Đi đầu là một Phật đà gương mặt hiền lành, tươi cười hiền lành, lông mi tuyết trắng rũ xuống, trên đầu có một đạo khe hở lập lè, phạm âm đặc thù của Phật môn vang lên, người có tu vi thấp nhìn một cái có xúc động quỳ xuống xin quy y. Thì ra là thích giả tòa hạ đệ nhất đệ tử Đà Sơn Phật tổ đích thân tới. Nhìn thấy hòa thượng này đạm thai mạc phân vội vàng đứng lên. Lão giả gương mặt hiền lành này chính là đệ nhất đệ tử của thích giả Phật tổ, Đà Sơn Phật tổ. Phật tổ có mây, người từ khi ra đời đã mang cả Đà Sơn, chỉ có buông ngọn núi sẽ tỉnh ngộ. Đà Sơn Phật tổ vì thế đạt được Phật hiệu. Đà Sơn Phật tổ không phải người thực lực mạnh nhất trong rất nhiều đệ tử của thích gia Phật tổ nhưng tuyệt đối là người uy nghiêm nhất. Hắn tự mình đến nơi này làm đạm thai Mạc Vân ngạc nhiên không thôi. Chí gia Phật tổ, kiền vẫn Phật tổ, biên trình Phật tổ. Sau lưng Đà Sơn Phật tổ còn có ba Phật đà, Phật quang tỏa sáng, đều là cấp bậc Phật tô. Phật môn đại minh tĩnh tâm châu, thích già liên tọa mất trộm, Tây Di Phật Tổ bị giết, bị ngạn lôi vực, niệm đà loa bị ngạn hoa mất đi, thích già Phật Tổ lệnh chúng ta tới nơi này, chắc hẳn đạm đài thí chủ đã biết xảy ra chuyện gì. Đà Sơn Phật Tổ chắp tay trước ngực nói, đại minh tĩnh tâm châu, thích già liên tọa đều mất trộm. Còn giết một vị Phật Tổ, đạm thai Mạc Vân và mọi người trong đại điện giật mình. Vốn tưởng rằng nhiếp vân chỉ lấy lôi đình chi châu và bị ngạn lôi vực đi, không nghĩ tới lá gan lớn như vậy, còn thu nhiều bảo vật của người ta đi là nhiếp vân làm, đạm thai sang vô tiến lên phía trước nói ra, nhiếp vân, trên đường tới đây chúng ta nghe nói qua người này, đại minh tĩnh tâm châu, thích giả liên tọa là trí bảo Phật môn, phải thu hồi. Nếu như đạm thai thí chủ có hành động gì, Phật môn chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Đà Sơn Phật tổ tỏ thái độ, nho môn chúng ta cũng ủng hộ, hắn vừa dứt lời đã có tiếng nói mười phần vang vọng vang lên, ngay sau đó có ba bóng người xuất hiện trong cửu tiêu cung. Thân ảnh ba người này là trung niên nhân, ăn mặc trường bào, trên người mang theo khí chất người đọc sách. Thì ra là ba vị viện chủ đại nghĩa thư viện, đại mạc thư viện và đại toàn thư viện. Đạm thai mạc phân nhận ra, ba người tới là cường giả tiên quân của nho môn, viện chủ của đại nghĩa, đại mạc và đại toàn ba đại thư viện. Nho môn không có tông môn, chỉ có thư viện, viện chủ giống như thập đại trưởng thượng đều có thực lực tiên quân. Nhiếp vân công nhiên đánh chết đệ tử kiệt xuất của nho môn chúng ta, đánh giết hóa thân của ta, thù này bất cộng đái thiên. Viện chủ đại toàn thư viện lên tiếng, cả gian phòng bị sát khí bao phủ nếu như nhiếp phân ở nơi này nhất định có thể nhận ra hắn đánh chết chủ nhân của tên mặt to nho môn tốt tốt nhiếp phân phải giết chết các vị cùng thương nghị đạm thai mạc phân không nghĩ tới còn chưa mời nhưng có nhiều cường giả tới như vậy lần này chẳng khác nào có thêm bảy tiên quân hơn nữa thực lực không kém gì chính mình thậm chí còn mạnh hơn cả lão tổ chín đại gia tộc quá nhiều liên thủ với bọn họ cho dù nhiếp phân có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng đào thoát ma giới chúng ta cũng phải nhúng tay vào vũng nước đục này lại có tiếng nói vang lên hai người đi tới một là ma nhân một là long tộc hai người này là cường giả cấp bậc tiên quân ma giới trừ thanh long hoàng còn có mấy tiên quân bằng không cũng không có tư cách dừng chân trong thiên địa lục đạo những tiên quân này bình thường bế quan không ra cũng không xuất hiện trước mặt mọi người thì ra là ngọc long lão tổ và ma trấn tử hai vị tiền bối đích thân tới sắc mặt đạm thai mạc vân lúc này biến thành vui mừng như điên đây là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thiên địa lục đạo là nhân vật sống từ thời thượng cổ thực lực rất mạnh có hai vị tiền bối gia nhập càng có nắm chắc đánh chết nhiếp phân đạm thai sang vũ cũng cười nói thất tâm long châu là thánh bảo ma giới không thể rơi vào trong tay người khác chúng ta phỉa mang thánh bảo về thuận tiện điều tra một chuyện về phần đánh chết nhiếp phân chúng ta không xuất thủ cũng sẽ không hỗ trợ ngọc long lão tổ hư một tiếng hắn không cho đạm thai sang vũ mặt mũi mặc kệ có động thủ hay không, hai vị tiền bối có thể tới là tốt rồi. Đạm thai sang vỗ cười khan một tiếng, loại chuyện này làm sao thiếu yêu nhân giới chúng, làm sao có thể thiếu ta. Lúc này có một nữ nhân đi tới, nữ nhân này nhìn không ra tuổi, nhìn quanh sinh tư, xinh đẹp không gì sánh được, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. A-di-đà Phật, nhìn thấy hào quang trong đại điện bị nữ nhân này hấp dẫn, đa ám người đà sơn Phật tổ chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Không nghĩ tới U Minh Hoàng Vương đích thân tới, đúng là vẻ vang kẻ hèn này ánh mắt đạm đài mạc vân nhìn sang hắn cúi đầu nhưng mừng rỡ như điên người đến không phải người khác chính là u minh hoàng vương nổi danh thiên địa lục đảo u minh hoàng vương lúc trước đuổi giết tu la vương trộm hỗn độn kỳ quả nhưng không thành công không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này nhiếp vân cướp đi bắt đầu tinh cung đây vốn là vật của ta ta đã sớm muốn giết hắn lần này các ngươi liên thủ với nhau yêu nhân tộc chúng ta sẽ không lùi bước u minh hoàng vương cười nhạt một tiếng vâng Hoàng vương có thể đích thân tới, xem ra nhiếp vân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạm thai Mạc Vân vội vàng gật đầu, người khác không biết thực lực U Minh Hoàng vương nhưng hắn biết rõ ràng, thượng cổ dị trùng, U Minh Hoàng tộc, thiên phú bài danh thứ năm bất tử bất diệt, hơn nữa sống từ thời thượng cổ, thủ đoạn nhiều, thực lực mạnh, chỉ sợ đứng hàng đầu trong thiên địa lục đảo. Trường 1700, Đại Hôn 1, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, cho dù ca ca của hắn thiên cơ sư đạm thai tu du cũng không phải đối thủ của nàng. Cường giả loại này, chỉ sợ 10 người như mình xông lên cũng không phải đối thủ, nàng có thể ra tay, nói rõ đánh chết nhiếp vân là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta tham gia cùng các ngươi cũng không có nghĩa muốn giết nhiếp vân gì đó. Ngươi nhớ kỹ, sắc mặt u minh hoàng vương trầm xuống, đúng, đúng, đạm đài mạc vân không nghĩ tới nàng nói như vậy nhưng hắn phải gật đầu. Thiên địa lục đạo, đạm thai gia tộc đại biểu linh giới và đạo tộc, Phật, yêu nhân, ma, nho hiện tại tới đây, hôm nay mọi người cùng thảo phạt u ác tính bại hoại linh giới nhiếp vân, diệt trừ liên nguyệt các. Thấy mọi người đến đông đủ, đạm đài mạc vân cất cao giọng nói. Đạm thai gia tộc khống chế thiên đạo, đã có thể nói là đạo tộc, cũng có thể nói là linh giới. Đạo tộc vào thời kỳ thượng cổ là chủng tộc lớn nhất, sau khi chiến đấu với Tu La Vương gần như toàn quân bị diệt, không còn tồn tại nữa. Nếu không phải như thế, đạm thai lăng nguyệt cũng không cần đi phàm giới tìm kiếm đạo tộc truyền thừa học tập tiêu giao du đánh chết nhiếp vân diệt trừ liên nguyệt các lão tổ chín đại gia tộc quát lớn thanh thế làm cho người ta sợ hãi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường cửu tiêu cung đằng đằng sát khí liên nguyệt các hòa thuận như xuân nhiếp vân đạm thai lăng nguyệt đứng trong đại sảnh to lớn thứ hương mặt hai người đỏ bừng một thân áo đỏ càng nổi bật dung mạo khuynh quốc khuynh thành của tân nương hôm nay là ngày vui của bọn họ sau khi đón đám người từ phàm giới tới, nhiếp vân cũng không do dự, đêm đó đã tổ chức hôn lễ trọng đại trong liên nguyệt các. Phụ mẫu bọn họ đạt tới toái thần cảnh, đã có thể sinh tồn trong linh giới, hơn nữa nhiếp vân rất nhiều thủ đoạn cho nên sinh hoạt trong liên nguyệt các cũng không lo ngại. Tốt, tốt, nhanh, phụ thân nhiếp khiếu thiên và mẫu thân nhiếp linh nhìn thấy nhi tử và con dâu quỳ trơ ớt mặt mình, vành mắt cả hai đỏ lên, bọn họ gật đầu vui vẻ. Chuyện làm phụ mẫu cao hứng nhất cũng không phải nhi tử có thể có bao nhiêu thành tựu, lấy được thành tích kinh người cỡ nào mà là kết hôn sinh con đạt được hạnh phúc của mình cho tới nay vẫn lo lắng cho nhi tử hiện tại nhìn thấy hắn kết hôn trong nội tâm vui sướng có thể nghĩ cảm ơn phụ thân mẫu thân đã kết hôn tự nhiên phải đổi giọng đạm thai lăng nguyệt xấu hổ sắc mặt đỏ bừng nhiếp vân chúc mừng chúc mừng cưới được tân nương xinh đẹp quỳ lại phụ mẫu phu thê giao bái hoàn thành nhiếp vân và đạm thai lăng nguyệt cũng hoàn thành hôn lễ khách mời chung quanh đến xem đều tiến lên chúc mừng Đám người là Khuynh Thành, Bách Hoa Tu, Dịch Thanh cũng nhìn thấy hắn kết nôi, trong lòng có chút không cam lòng nhưng cũng biết đạm thai lăng nguyệt mới là người thích hợp nhất. Không chỉ tuyệt thế tao nhã, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đương nhiên, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu nhất là nhiếp phân yêu nàng, toàn tâm đặt lên người nàng, tuy các nàng cũng không kém nhưng cũng biết nhiếp phân chính thức yêu chỉ một người, ngay từ đầu đã như thế. Ha ha, nhiếp phân huynh đệ, chuyện lớn người kết hôn không báo cho ta biết, thật sự quá không tốt. Thời điểm liên nguyệt các đang phi thường náo nhiệt, lúc này có tiếng cười nói vang lên. Một thiếu niên gương mặt anh tuấn, diện mạo bất phàm, chính là bằng hữu kết giao lúc trước, tiêu nhiên đi tới. "Tiêu huynh, sao ngươi tới đây?" Nhìn thấy hắn tới, Nhiếp Vân cảm thấy kinh ngạc, Tiêu gia là gia tộc trong thập đại gia tộc đã kết thù với hắn, thời điểm này tới đây chính là công nhiên đối địch với gia tộc, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. "Ta làm sao tới đây, huynh đệ đừng nói những lời này." đây là lễ vật hôn lễ của ngươi nhất định phải nhận lấy tiêu nhiên cười ha ha hắn vỗ tay vài cái mấy người sau lưng mang lễ vật tinh mỹ vào tuy không phải pháp bảo chân quý gì đó nhưng mọi thứ kỳ lạ quý hiếm chỉ việc tìm những thứ này đã tốn không ít thời gian ân đây là đột nhiên đôi mắt nhiếp vân sáng lên hắn nhìn sang khoáng thạch phía trên khoáng thạch có khí thức làm pháp quyết vô danh vận chuyển tiêu huynh thứ này ngươi tìm được ở đâu tiện tay cầm lấy khoáng thạch nhiếp vân cười hỏi thứ này tại ủ dương sơn, ta cũng không biết là vật gì, như thế nào, nếu như ưa thích thì ta tìm thêm. Tiêu nhiên cười nói, a à hát, nghe khẩu khí của ngươi, chỗ kia còn có rất nhiều thứ này sao? Nhiếp vân sững sờ, cũng không có nhiều nhưng ta cảm thấy không có dùng nhiều nên tùy tiện nhặt một ít xem như vật mới lạ. Tiêu nhiên nói, cũng không có nhiều, quá tốt, ta tiếp nhận, sau hôn lễ tiêu huynh dẫn ta đi qua. Nhiếp vân mừng rỡ như điên, những khoáng thạch này ẩn chứa khí thức làm pháp quyết vô danh vận chuyển, nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn, đan điền còn có thể diễn sinh, đến lúc đó thực lực của hắn còn có thể gia tăng. Tốt, đây đều là việc nhỏ, tiêu nhiên thấy hắn sốt ruột thì lắc đầu cảm khái. Hôm nay người hảo hảo chiếu cố tân nương đi, kết hôn ngày đầu tiên không đi động phòng, lại muốn đi tìm khoáng thạch, thực sự ngươi. Nếu ta có tân nương xinh đẹp như thế, bảo ta đi ta cũng không đi. Ách, nhiếp vân xấu hổ vào đầu, nhìn thấy khoáng thạch này nhất thời quá hưng phấn nên quên đi chính sự, hôm nay là ngày vui, làm sao có thể đi ra ngoài? Đúng rồi, Tiêu huynh, tại sao ngươi tới đây, gia tộc của ngươi? Đột nhiên nhớ tới tình cảnh của Tiêu Nhiên, Nhiếp Vân hỏi. Gia tộc cũng không hy vọng tranh đấu với ngươi, đều là vì thân phận thập đại gia tộc không thể thoát khỏi. Ai, tính toán, không nói những chuyện này, lần này ta tới đây kỳ thật cũng là vì thu được tin tức của phụ thân, hắn nói ngươi đại náo đạm thai ra, làm bọn họ hao tổn mặt mũi, hiện tại thập đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ đang thương nghị làm thế nào giết ngươi, ngươi phải cẩn thận. Tiêu nhiên hạ giọng, nói, vây giết ta, ta đã sớm đoán ra rồi, không có việc gì, bọn chúng dám tới ta sẽ cho bọn chúng vui mừng lớn lắm. Nhiếp vân cười nói, hắn vì cứu đạm thai lăng nguyệt huyên náo lớn như vậy, cả linh giới cũng biết, thập đại gia tộc khẳng định cảm thấy hao tổn mặt mũi, không báo thù mới là chuyện lạ. Sở dĩ tạm thời không nhúc nhích, chỉ sợ biết rõ thư xê lực của bọn họ còn không cách nào đối phó chính mình, một khi thời cơ chín mùi, nhất định sẽ trực tiếp lao tới, làm gì có tình cảm mà nói. Đương nhiên nhiếp vân cũng không sợ hãi. chương 1701, Đại hôn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đối phương muốn giết chính mình, không trả cái giá đủ lớn là chuyện không thể hoàn thành. Hơn nữa mặc dù trả cái giá lớn cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nạp vật đan điền tấn cấp đến hình thái thứ bảy, tuy không thể tấn công nhưng tương đương một tân thế giới, một khi ẩn thân trong đó, đừng nói tiên quân, cho dù tu la vương đến cũng không tìm thấy hắn. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, Vậy là tốt rồi, ta rời khỏi gia tộc khẳng định kẻ có tâm sẽ phát hiện, bây giờ trở về phiền toái không nhỏ, xem ra sau này ta chỉ có thể đi theo ngươi lăn lộn. Tiêu nhiên cười nói, tốt, ở chỗ này của ta có hảo tử, cho dù hắn không nói, nhiếp vân cũng biết hắn đi vào nơi của mình tương đương triệt để quyết liệt với thập đại gia tộc, không có khả năng quay về. Có hảo tử là tốt rồi, ta sẽ không rời đi. Hai mắt tiêu nhiên tỏa sáng, hắn nhìn chung quanh, nếu bao rượu, ta thật ưa thích hầu tâm tử do vô ngữ hầu nhưỡng nhiếp vân đại hôn chuẩn bị rượu mang tới từ phàm giới, tuy so ra không kém hầu tâm tử, một người một ngụm nhưng không thích hợp với tiêu nhiên. Ha ha, ta đã mời vô ngữ hầu tới liên nguyệt các, hiện tại chuyên trách cất rượu cho ta, người muốn uống thì hiện tại có ngay. Nhiếp vân tươi cười lần nữa, sau khi thành lập liên nguyệt các, hắn cũng mời rất nhiều vô ngữ hầu tại cửu dương sơn đến phủ đệ, chuyên môn cất rượu cho hắn. Thật, vậy thì tốt, ta không đi, nghe được hầu tâm tử quản đủ, đánh chết tiêu nhiên cũng không đi, vào đêm, Nguyệt Quang minh mị, trong gian phòng yên lặng, nhìn tân nương gương mặt đỏ hồng, nội tâm nhiếp vân tràn đầy hạnh phúc. Tiêu nhiên nói ta cũng nghe rõ, chắc chắn đạm thai gia tộc sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta như vậy. Qua một hồi đạm thai lăng Nguyệt thở dài một tiếng nói. Bọn chúng không có ý định buông tha ta, ta cũng không có ý định buông tha bọn chúng. Yên tâm đi, trải qua nhiều khó khăn như thế, những sự tình này đã không coi vào đâu. Đi tới trước mặt thê tử, nhiếp vân vỗ về lưng nàng sau đó lên tiếng. Đúng vậy, ta nằm mộng cũng không ngờ hôm nay lại đến nhanh như thế, có thể gả cho ngươi thực hạnh phúc. Đạm thai lăng nguyệt gật gật đầu, trong mắt mang theo nhu tình. Ta cũng thế, nhiếp phân cầm chặt bàn tay mềm mại của đối phương, cõi lòng đầy hạnh phúc. Chấp niệm từ người của hai thế giới, rốt cuộc hoàn thành. Nhiếp phú, đáp ứng ta một chuyện được không? Khẽ tựa vào ngực phu quân, đạm thai lăng nguyệt do so dự một hồi và nói khẽ. Chuyện gì, chỉ cần ngươi yêu cầu, cho dù khó hơn nữa ta cũng cố gắng hoàn thành. Nhiếp Vân nói: "Nói như vậy ngươi đáp ứng ta?" Đạm thai Lan Nguyệt ngẩng đầu lên: "Ta muốn ngươi về sau cho dù xuất hiện chuyện gì, đều phải kiên cường sống sót, Lạc Khuynh Thành, Dịch Thanh, Hoắc Dính các nàng đều không tệ, cũng yêu ngươi, nếu ta không ở bên cạnh ngươi thì cưới các nàng đi." "Ngươi có ý gì?" Nghe được lời của nàng nói giống như di chúc, Nhiếp Vân cau mày. "Đời này ta có ngươi là đủ rồi, những người khác dù tốt nhưng ta không muốn." "Hơn nữa yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì." "Ngươi ta biết ngay ngươi tính tình cứng ngắc, ta nói là thực, nếu như có ngày ta rời khỏi ngươi, ta hy vọng có người ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Ngươi vốn như vậy, ta sẽ không yên tâm, thần sắc đạm thai lăng nguyệt em mờ đạm, ta lập lại lần nữa, ngươi không có việc gì, nếu thật muốn cho ta có người chiếu cố, vậy sinh con cho ta đi. Nhiếp vân cắt ngang suy nghĩ lung tung của nàng, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của nữ hài, liệt hỏa như hòa tan tâm tình của nàng. Nhất thời xuân quang vô hạn, tông chủ một đời thiên kiêu, thiên phú đệ nhất thiên hạ. Đạm thai tiểu thư đẹp như tiên nữ, lại là thiên đạo sư, hai người thật sự là thiên tạo chi hòa. Hai người này đứng cùng với nhau, lúc trước đám người tang hồng y còn vọng động theo đuổi đạm thai tiểu thư, hiện tại nghĩ lại bọn chúng cùng xứng. Cũng chỉ có tông chủ mới có thể xứng với đạm thai tiểu thư mà thôi, hai người duyên phận thiên định, không thể tách ra, đêm nay bọn họ động phòng hoa trúc, các ngươi nói lúc nào có thể sinh ra tiểu tông chủ đây. Trong sân nhỏ của Liên Nguyệt Các, Hóa Vân Tông Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại trưởng Lão đang ngồi trong lương đình, vừa uống rượu vừa cười nói chuyện phiếm. Tuy nhiếp Vân đã không phải là Tông chủ Hóa Vân Tông nhưng trong lòng bọn họ, uy nghiêm không thể thay thế, vẫn là Tông chủ nó y 102. Ông, thời điểm bốn người càng uống càng nhiều, ý nghĩ cũng mơ hồ, mặt đất cả liên nguyệt các đột nhiên chấn động nhẹ, âm thanh càng lúc càng lớn, lắc lư cũng càng ngày càng mạnh, ngay sau đó diễn biến thành thủy triều không thể lấn át. Âm âm, âm thanh như biển gầm người trong liên nguyệt các có cảm giác giống như lâm vào trong biển rộng không kiềm chế được phát sinh chuyện gì như thế nào trong lúc nhất thời người của liên nguyệt các đều bị chấn động ngay cả người say rượu cũng tỉnh táo cùng hô to mau nhìn không biết ai hô một câu lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái miệng khổng lồ linh khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống và mang theo hào quang bảy màu rực rỡ hào quang như kết nối với thiên địa và không ngừng quán thâu vào trong gian phòng là gian phòng của tông chủ nhìn nơi phát ra hào quang bảy màu mọi người nhận ra hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống chiếu thẳng vào trong gian phòng tân hôn của nhiếp vân và đạm thai lăng nguyệt lúc này cả phòng tân hôn bị một tầng sương mù hơi mỏng bao phủ mang theo khí tức mông lung thánh khiết lúc này mọi người có xúc động quỳ bái đây là dấu hiệu có người đột phá tiên quân dẫn phát thiên địa phản ứng tiêu nhiên đi tới hắn nhận ra và hưng phấn lên tiếng đột phá tiên quân là tông chủ hay là đạm thai tiểu thư ha ha liên nguyệt các chúng ta cũng có cường giả tiên quân rồi. Tiêu nhiên là người của thập đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, mọi người tin tưởng lời hắn không nghi ngờ, tất cả đều hưng phấn nhảy lên. Cho dù là nhiếp vân hay là đạm thai lăng nguyệt ai đột phá, đối với liên nguyệt các mà nói đều là tăng lên cực lớn. Hai người này không phải cảnh giới tiên quân nhưng có thể chém giết tiên quân, một khi đột phá, còn không lập tức quét ngang chư thiên, hùng bá cửu châu. Tiêu nhiên nói không sai, thật có người đột phá, cũng không phải nhiếp vân, mà là đạm thai lăng nguyệt. Chương 1702, đột phá tiên quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này lăng nguyệt bị hào quang trắng noãn bao phủ vào trong, nàng nằm trong cái kén với gương mặt vui vẻ, khí chất linh hồn tỏa ra hào quang ấm áp và tăng vọt nhanh chóng, ngay cả hình thái tính mạng của nàng cũng thay đổi thật nhanh. Vương tiên đến tiên quân có khác nhau về bản chất, cấp độ hai tánh mạng hoàn toàn khác nhau, giống như toái thần cảnh và tiên lực cảnh đó chính là tranh lệch giữa phàm và tiên. Cường giả tiên quân bằng vào ý niệm hình thành uy áp có thể ép chết cường giả vương tiên cảnh đỉnh phong, đây chính là tranh lệch trừ nhiếp vân gia. Đạm thai lăng nguyệt thân là thiên đạo sư, thiên phú rất cao, đột phá cực kỳ khó khăn, từ khi ra đời đến bây giờ, tu luyện không biết bao nhiêu năm nhưng vẫn bị giam ở vương tiên đỉnh phong nửa bước tiên quân cảnh, không nghĩ tới kết hôn với nhiếp vân cho nên tâm linh thả lòng. Cho dù tinh thần hay thân thể đều được tinh lọc, trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích bước qua tầng thứ cao hơn. Từ thượng cổ tu la vương đại náo linh giới đến nay, cả thiên địa lục đạo chỉ có một ít người đột phá tiên quân, hơn nữa số lượng đếm được trên đầu ngón tay, tuy không giống như trong truyền thuyết chỉ có một mình thanh long hoàng đột phá, trên thực tế số lượng công lại không vượt qua hai bàn tay. Thời gian trăm triệu năm còn chưa đủ 10 người đột há, từ đó có thể thấy độ khó lớn cỡ nào. Tuy đạm thai lăng nguyệt bằng vào thân phận thiên đạo sư khống chế thiên đạo có sức chiến đấu không kém gì thượng cổ tiên quân, bản thân lại không phải cường giả tiên quân, vốn tưởng rằng trừ phi hóa thân thiên đạo thì không còn khả năng đột phá, lại không nghĩ rằng lúc này nước chảy thành sông, một lần hành động thành công. Đã đột phá tiên quân, đạm thai lăng nguyệt một lần hành động đột phá tiên quân, nhiếp phân ở bên cạnh nàng cũng có lợi ích không nhỏ, không phải thực lực tấn trước mà là cảm ngộ tới từ tâm linh. Đột phá tiên quân vạn năm không gặp một lần, có thể quan sát khoảng cách gần như vậy sẽ có chỗ tốt lớn lao. Nhất là thân là kẻ có được thiên phú võ đạo sư, chỗ tốt càng thêm. Rõ ràng, trong tối tăm có một tầng ngăn cách nhưng nó ngày càng gần với nhiếp phân, chỉ cần xuất hiện cơ hội phù hợp thì hắn sẽ lập tức đột phá tiên quân. Tân hôn hai người cũng không có triền miên quá độ, ngược lại đồng thời lâm vào trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, vào lúc ánh mặt trời ló dạng ở phía đông, hai người lúc này mới đồng thời mở to mắt, cả hai nhìn nhau, trong mắt mang theo mừng rỡ rõ ràng. Một đêm tu luyện, cảm ngộ có trợ giúp rất lớn với hai người, nhất là đám thai lăng nguyệt, thành tựu tiên quân đại vị, Thực lực nàng gia tăng lần nữa, vận dụng Thiên đạo càng như cá gặp nước, trước kia đấu với Nhan Chi cần thời gian mấy ngày mới có thể phân ra thắng bại, mà bây giờ hoàn toàn có thể nghiền áp. Thiên đạo sư đạt tới cảnh giới Tiên quân mới hiển lộ rõ thực lực đáng sợ làm cho cả thiên địa run rẩy. Vô vi nơi có nơi không, ngươi tu luyện Vô tình Thiên đạo, thế gian cho rằng ngươi không có tính mạng, thủy triều lên xuống có quan hệ gì tới ngươi, bản thân nó là sai lầm. Ở cùng với ta, trong lúc vô hình ngươi từ vô tình chuyển hóa thành hữu tình lúc này mới có thể đột phá nhiếp phân tươi cười đứng dậy lần này đạm thai lăng nguyệt đột phá nói là ngẫu nhiên nhưng trên thực tế là tất nhiên nàng vẫn tu luyện vô tình chi đạo đột nhiên chuyển hóa thành nhu tình mật ý đột phá gông cùng xiềng xích đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông năm đó nhiếp phân từng chỉ điểm bách hoa tu thứ hai cũng bởi vậy có đột phá nên công lực tinh tiến thực lực ngươi đột phá vừa vặn cẩn thận củng cố một chút ta đi cùng tiêu nhiên tìm vài thứ sẽ nhanh chóng quay về đạm thai đột phá hắn cũng phải gia tăng tốc độ chỉ có mau chóng đột phá mới có thể cứu đệ đệ ta muốn đi cùng với ngươi đạm thai lăng nguyệt nói không cần liên nguyệt các vừa mới thành lập khẳng định có không ít người nhắm vào nó người thành tựu tiên quân ở chỗ này có lực trấn nhiếp bọn chúng nhiếp vân nói hắn đại náo linh giới đánh sập thiên đạo sơn thập đại gia tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt hắn càng ngày càng cường đại chỉ sợ bọn chúng đang chuẩn bị mưu kế nào đó chuẩn bị tìm phiền toái Đạm thai lang nguyệt có cảnh giới tiên quân tỏa chấn thì khác, thân là thiên đạo sư, thực lực có thể so với thượng của tiên quân, cho dù đối phương có tới cũng phải trả cái giá bằng máu mới được. Vậy được rồi, đạm thai lang nguyệt gật đầu, tốt, ta đi trước, nói đi là đi, tu la vương càng cường đại, đệ đệ càng nguy hiểm, thời gian không đợi người, nhiếp vân cũng không chậm trễ, thân thể hắn biến mất trong chốc lát, hắn xuất hiện trước mặt tiêu nhiên. Đi, mang ta đi nơi người nói có khoáng thạch đặc thù kia. Biện pháp gia tăng thực lực tốt nhất chính là gia tăng đan điền và tấn cấp pháp quyết vô danh, đan điền càng nhiều, thiên phú càng nhiều, thực lực càng mạnh, tiêu nhiên tặng lễ vật có chứa khoáng thạch đặc thù, nhiếp vân sẽ không buông tha cơ hội này. Đi như vậy, vừa mới kết hôn, tiêu nhiên có phần không rõ gì cả, đi thôi, nhiếp vân cũng không giải thích, hắn mang theo đối phương ra khỏi liên nguyệt các. Khoáng thạch đặc thù ở cách nơi đó không xa, thấy thái độ kiên quyết của hắn, tiêu nhiên không hề hỏi nhiều, nhìn quanh một vòng sau đó chỉ về một hướng hai người một đường phi hành, lúc này bay tới một sơn mạch nguy nga. Ân, đây là, nhiếp vân nháy mắt mấy cái, vẻ mặt kỳ quái. Nơi này không phải là ngọn núi có hàn tuyển dưới lòng đất sao. Lúc trước hắn và hứa hình thiên tới đây, trong ngọn núi này có một cái ao do lôi điện hàn băng hình thành, đề phòng có hàn khí tiết ra ngoài cho nên chuyên môn bố trí đại trận, vốn định về sau thực lực tăng lên nghiên cứu một chút, không nghĩ tới tiêu nhiên đạt được khoáng thạch đặc thù tại nơi này. Người đã tới nơi này, tiêu nhiên sững sờ một lúc, đột nhiên hắn nói, chẳng lẽ trận pháp bao phủ hàn tuyên là do người bố trí sao? Nhiếp vân gật đầu, vào xem, tiện tay điểm ra một đạo địa hành chi khí, lúc này hắn chui vào bên trong. Qua một lúc hai người không ngừng chui vào bên trong, ta cũng không động tới phong ấn của ngươi, nước suối quá rét lạnh, ta cũng không muốn tiến vào trong đó, những khoáng thạch này ta phát hiện trên vách tường của nước suối. Tiêu nhiên nhìn cái ao nước trước mặt, phát triển trên vách tường, nhiếp vân sững sờ, hắn vung tay thu hồi phong ấn lúc trước, lúc này quan sát và sững sờ một lúc. Chương 1703, Thiên Phú Hàn Băng tấn cấp 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn có cảm giác không biết gì cả. Nơi này là tuyết lôi trì, băng hàn rét lạnh thấu xương, trong nước còn mang theo lực lượng lôi điện đáng sợ. Lúc trước Nhiếp Vân đã lấy toàn bộ lôi điện thạch trong đáy ao, chỉ còn lại có vòng xoáy băng hàn cổ quái, khi đó tu vi căn bản không ngăn cản nổi, lúc này mới bố trí phong ấn và lưu truyền tống trận lại. Hiện tại hắn xuất hiện tại nơi này đã khác với lúc trước, nước trong hàn đàm không ngừng quay cuồng giống như sôi trào, thỉnh thoảng sinh ra khí tức cổ quái. Bàn tay của hắn rỗi vào trong nước ao, hàn ý lạnh thấu xương sinh ra, dường như nó đang len lỏi vào trong xương cốt của hắn, thậm chí càng hơn cả lúc trước. Ta đi xuống xem một chút, nghiên cứu một hồi nhìn không ra cái gì, nhiếp vân quay đầu nói với tiêu nhiên một tiếng và nhảy vào trong thực lực tiêu nhiên còn chưa đủ dùng tiến vào nơi đây, hắn có được thiên phú hàn băng sư, diễm hỏa sư cho nên có năng lực chống cự tự nhiên với hoàn cảnh nơi này, hơn nữa có thực lực mạnh mẽ mới có thể thông qua vòng xoáy băng hàn. Vừa tiến vào hàn đàm, bên ngoài thân thể lập tức kết một tầng hàn băng màu trắng, thiên phú phòng ngự vận chuyển. Bên ngoài làn da có mai rùa xuất hiện ngăn cản hàn khí ra ngoài, hắn chậm rãi bơi xuống phía dưới. Quả nhiên có khoáng thạch, bơi một hồi, quả nhiên trong ao nhỏ có một ít khoáng thạch nhấp nhô trên vách đá, trứng lớn như nắm tay, trong đó có ẩn chứa khí tức đặc thù như có như không. Những khí tức này quá mức yếu ớt, mặc dù thôn vệ cũng không thể làm pháp quyết vô danh vận chuyển, nhiếp vân không hề lưu luyến, hắn bơi thẳng xuống phía dưới. Càng xuống dưới càng rét lạnh, càng về sau không thể không đồng thời vận chuyển thiên phú hàn băng và thiên phú diễm hỏa. Thiên phú hàn băng thích ứng rét lạnh, thiên phú diễm hỏa chống cự hàn độc. Hắn nhanh chóng đi vào trong vòng xoáy hàn băng, phía trên vòng xoáy vẫn còn phong ấn, chỉ có điều nương theo hàn khí càng ngày càng mạnh đã xuất hiện tình huống tổn hại, phía dưới vòng xoáy cũng có một lỗ thủng lớn chừng 5-6 trượng. Xem một hồi nhiếp vân phát hiện những khoáng thạch có khí tức đặc thù đúng là chui ra từ trong vòng xoáy. Rốt cuộc đây là nơi nào, phong ấn do ai bố trí? Có thể phong ấn chặt khí tức rét lạnh như thế, đủ thấy trận pháp này cường đại, nếu không phải hắn lấy lôi điện thạch đi, chỉ sợ nó vững vàng chấn áp vòng xoáy băng hàn, không có khả năng xuất hiện cục diện như hiện tại. Đi xuống xem một chút, hít sâu một hơi nội tâm nhiếp vân cũng đã có quyết định nghĩ biện pháp tiến vào trong vòng xoáy nhìn xem có cái gì trước kia thực lực thấp không dám đi qua cũng bỏ đi hiện tại lực chiến đấu của hắn có thể so với cường giả tiên quân thủ đoạn càng nhiều vô số kể hắn nghĩ nếu phá nơi này còn không bằng trực tiếp đi vào từ đó nhìn xem nguồn gốc của nó là cái gì đã có quyết định tinh thần nhiếp vân tập trung cao độ cổ tay khẽ đảo cầm bác đầu kiếm trong lòng bàn tay đồng thời bên ngoài có long lân rậm rạp sau lưng xuất hiện phượng hoàng chi dực không biết sâu trong vòng xoáy có thứ gì hay không, trước khi đi vào phía chuẩn bị kỹ càng. Hô, thả người nhảy vào trong, ầm ầm, vòng xoáy mang theo lực lượng thôn vệ cường đại hút nhiếp vân vào trong, hắn cũng không hoảng loạn, trong tay cầm bắt đầu kiếm và đâm ra một đạo kiếm quang về phía trước, mang theo uy lực cắt nát không gian. Bị kiếm khí quét qua, lực lượng thôn vệ chung quanh yếu đi không ít, lập tức nhìn thấy một cửa động ngâm đen xuất hiện trước mặt, tất cả hàn khí đều tuôn ra từ cửa động trước mặt. Đi vào, đến nơi đây, hắn cũng không do dự tiếp thân thể nhiếp phân như cá chui thẳng vào trong lỗ đen lực thôn vệ của lỗ đen quá lớn nó như thao thiết há miệng cắn nuốt vạn vật mặc dù thiên phú thiên nhãn cũng không thấy cái gì nhiếp phân vận chuyển rất nhiều thiên phú hắn phòng ngự bản thân như cái thùng sắt cũng vận chuyển lực lượng thân thể tới cực hạn ầm 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 tiến vào trong đó hô một hồi mê muội cảm giác trời đất quay cuồng sinh ra nhiếp phân mở to mắt và nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mặt khí lưu băng hàn không ngừng bao phủ không gian trước mặt bốn phía là những hòn đá trong suốt thanh tịnh tỏa ra âm hàn thấu xương nó phát xạ hào quang óng ánh giống như đặt bản thân vào thế giới băng tinh không gian như dòng nước lạnh hàn khí phát ra từ những khối thủy tinh trên tường diễm hỏa chống cự không gian nơi này còn rét lạnh hơn cả bên ngoài mặc dù nhiếp phân thực lực mạnh mẽ nhưng cảm giác hai chân run lên dường như tùy thời bị đông thành băng cứng diễm hỏa tạo thành một vòng phòng ngự quanh người tình huống lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít hắn đưa mắt nhìn những hòn đá chung quanh, những hòn đá này giống như thủy tinh, không có vật khác lẫn lộn, chỉ có sâu trong cùng của khoáng thạch có màu ngâm đen, cảm ứng một chút chính là khoáng thạch có chứa khí tức đặc thù. Những hòn đá thủy tinh rét lạnh này, mỗi một khối đều có một khối khoáng thạch ngâm đen bên trong, nếu như có thể lấy toàn bộ, cho dù mở 100 hay 1 ngàn đan biển cũng không có gì khó khăn. Nội tâm nhiếp vân nóng rực, cả không gian bị thủy tinh sinh ra hàn khí đông cứng. Bên trong có từng viên khoáng thạch nhỏ như nắm tay nhiều vô số kể nếu có thể thu lấy và để pháp quyết vô danh thôn phệ, như vậy đừng nói 100 đan điền, cho dù là 1.000 đan điền cũng không khó. Đầu tiên thử phá nó thử xem, biết rõ hàn khí đáng sợ, nhiếp vân cũng không nóng nảy, thở dài một hơi, hắn bước hàn độc ra khỏi cơ thể, trong tay cầm bắt đầu kiếm sau đó bộc phát hào quang vô cùng chói mắt. Nhất kiếm phá trần, kiếm khí cương mãnh đáng sợ như sóng lớn đánh thẳng vào thủy tinh, còn chưa tới trước mặt, nhiếp vân bộc phát kiếm khí bị hàn khí đón đỡ. Giang giác, giang giác vô cùng hung hãn một kiếm có thể đánh chết cường giả tiên quân lại bị hàn khí đông cứng giữa không trung căn bản còn chưa thể tới trước mặt đá thủy tinh cái gì nhiếp vân đã giật mình cũng may vừa rồi không có tùy tiện tiến lên đối phương có thể đông lạnh kiếm khí một khi tiếp xúc còn không phải bị đóng băng thành băng cứng tại sao lại rét lạnh như thế tuy đến linh giới thời gian không dài nhưng hắn biết không ít cũng biết rõ nhiều việc tuy linh giới đứng đầu vạn giới nhưng hắn chưa từng nghe nói qua có thứ gì đông cứng cả kiếm khí loại rét lạnh này đã vượt qua tưởng tượng. Chương 1704, Thiên Phú Hàn Băng tấn cấp 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu như hắn không có Thiên Phú Diễm Hỏa Sư, hơn nữa đạt tới cảnh giới thứ tư cấp bậc tạo hóa chi hỏa, mặc dù đạt tới cảnh giới tiên quân cũng không thể đi vào nơi này. Không nói thứ khác, những thủy tinh này có thể đông cứng đồng tử đau đớn, ý nghĩ choáng váng, càng đừng nói tới gần. Chẳng lẽ tới trước Bảo Sơn còn phải quay về, nhìn vô số khoáng thạch trước mặt, nội tâm nhiếp vân ngứa ngáy, trong đầu sinh ra linh quang. Thiên phú thâu thiên sư, những vật này quá lạnh không thể tiếp xúc, nhìn xem thiên phú thâu thiên sư có thể ăn cắp hay không. Vận chuyển thâu thiên chi khí, bàn tay hắn nắm về phía trước, động tác nhẹ nhàng chậm chạp giống như mưa xuân vỗ về. Giang giác, hỏng bét, bàn tay còn chưa chạm tới thủy tinh trước mặt, đồng tử nhiếp vân co rụt lại. Tuy thiên phú thâu thiên sư lợi hại nhưng hắn vẫn quá xem thường hàn khí nơi đây. Thâu thiên chi khí còn chưa tới trước mặt đã bị đông lại, khí tức rét lạnh lan tràn làm thâu thiên đan điền của hắn bị đông cứng. Đan điền bị đông cứng, nhiếp phân còn lần đầu tiên gặp phải chuyện này cho nên giật mình. Trước kia cho dù rét lạnh nhưng tối đa chỉ làm thân thể đông cứng, đan điền nằm trong người, nó ở sâu trong khí hải, lại ở trung tâm tiên lực sôi trào nhưng lại bị đông cứng, quả thực trên đời này không thiếu cái lạ. Diễm hỏa đan điền, khu trừ hàn khí, nhìn thấy vẫn không nhúc nhích, ngay cả thâu thiên đan điền đã mất đi chi giác, hai mắt nhiếp phân ngưng tụ, diễm hỏa đan điền lập tức vận chuyển, một đạo diễm hỏa chậm rãi bao phủ hàn khí vào trong. Đầu tiên phải khu trừ hàn khí rồi nói sau, bằng không một khi triệt để đông cứng thì đan điền cũng báo hỏng. Xì 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 xì, diễm hỏa và hàn khí tiếp xúc nhau, lúc này trong người sinh ra một trận chiến, sắc mặt nhiếp phân đỏ lên, hắn có cảm giác đau đớn xé tim gan, dường như khí hải bành trướng sắp nổ tung. Băng hỏa không giao hòa, không thể dùng hỏa, nhiếp phân nhanh chóng thu hồi hỏa diễm, hàn khí này thật sự thật đáng sợ, diễm hỏa có mạnh nhưng nếu Tranh đấu trong người sẽ phá hư thân thể, gây chuyện không tốt Thâu Thiên Đan Điền cũng bị tổn hại, nếu thật như thế được không bù mất. Thiên Phú Hàn Băng, đồng hóa, Thiên Phú Diễm Hỏa lập tức biến thành Thiên Phú Hàn Băng. Nếu cứng không được thì dùng mềm, nếu khí tức rét lạnh này kháng cự hỏa diễm như thế, dùng Thiên Phú Hàn Băng sư đồng hóa với nó sau đó đuổi ra ngoài. Hàn Băng chi khí chậm rãi chui vào trong khí tức rét lạnh kia, cả hai tiếp xúc với nhau, toàn thân nhiếp phân run rẩy một cách không tự chủ. Quả thực quá lạnh thậm chí còn lạnh hơn hàn băng chi khí của thiên phú hàn băng sư sinh ra vài phần. Toàn thân không ngừng run rẩy, nhiếp vân tập trung tinh thần, hắn không ngừng dung hợp hai khí lưu với nhau, nghĩ biện pháp đồng hóa đối phương. Một khi đồng hóa thành công, hoàn toàn có thể xua tan hàn băng chi khí này ra khỏi cơ thể của mình. Giang giác, hai đạo khí lưu rét lạnh giao thoa với nhau, không biết qua bao lâu, thời điểm nhiếp vân cảm thấy mình sắp hoàn toàn đồng hóa, đột nhiên trong đầu có tiếng nổ giòn tan vang lên. Thiên phú hàn băng sư tấn cấp, thiên phú hàn băng sư là thiên phú đạt được sau khi tới linh giới bình thường sử dụng cũng không nhiều trước kia chỉ có hình thái thứ ba không nghĩ tới sau khi dung hợp với hàn khí nơi này sinh ra bản chất biến hóa trực tiếp đột phá đến hình thái thứ tư thiên phú hàn băng sư hình thái thứ tư vẫn không có lợi hại như hàn khí nơi này nhưng đã không kém nhiều đi ra ngoài thiên phú hàn băng sư tấn cấp trong cơ thể cũng sinh ra lực chống cự hàn khí rất mạnh tinh thần khẽ động hắn lập tức khu trừ hàn khí ra khỏi cơ thể Hô, đã hóa giải tai họa ngầm, nhiếp phân thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía thiên phú thâu thiên sư, đột nhiên hắn sững sở không nhỏ. Mới vừa rồi thâu thiên sư đan điền bị đông cứng, lúc nó dán vào hàn băng đan điền và quay tròn với nhau, hai đại thiên phú rõ đã dung hợp hoàn mỹ với nhau. Thiên phú thâu thiên sư xếp hạng thứ 12, thiên phú hàn băng sư xếp hạng thứ 80, cả hai kém cực xa, dựa theo suy luận bình thường là không thể nào dung hợp nhanh chóng như vậy. Không nghĩ tới âm hàn chi khí chẳng những không có sinh ra mối họa, ngược lại hỗ trợ cho nên làm hai thiên phú dung hợp với nhau. Thiên phú thâu thiên sư là thiên phú thần thâu chuyển hóa mà thành. Thần thâu đan điền và thiên phú thiên nhãn dung hợp hoàn mỹ với nhau. xem cả ba có thể dung hợp với nhau hay không. nội tâm hơi động, ánh mắt nhiếp vân nóng bỏng. Thần thâu đan điền và thiên nhãn đan điền dung hợp với nhau từ lúc tại phàm giới. cho dù thần thâu tấn cấp thâu thiên nhưng bản chất lại không biến hóa quá lớn, hoàn toàn có thể dung hợp cùng với nhau. thiên nhãn lại dung hợp diếm hỏa, lôi điện, rưỡi kim, mộc sinh võ đạo, kiếm đạo, thiên nhĩ nhiều loại thiên phú với nhau, một khi thành công hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành cửu phẩm kim vân khu tu sư, hơn nữa còn là thiên phú top 30 nghịch thiên, nửa bước thiên vân cấp bậc. Xung hợp, nghĩ đến điểm này, nhiếp vân lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, diễm hỏa bắt đầu khởi động ngăn cản hàn khí chung quanh, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong dung hợp ba thiên phú thâu thiên, hàn băng, thiên nhãn với nhau. Sâu trong đầm nước vô cùng yên tĩnh, nhiếp vân đắm chìm trong đó không biết bao lâu, rốt cục mở to mắt, trong mắt mang theo thần thái hưng phấn. Thông qua thiên phú thâu thiên sư câu thông, quả nhiên rất dễ dàng dung hợp ba loại thiên phú này với nhau, vào lúc ba thiên phú dung hợp với nhau, dung hợp các thiên phú khác là chuyện nước chảy thành sông. Hiện tại hắn đã là cửu phẩm kim vân khu tu sư. Dung hợp 10 loại thiên phú theo thứ tự là diễm hỏa, lôi điện, rưỡi kim, mộc sinh, võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn, thiên nhĩ, thâu thiên, hàn băng. Ân, tháp chủ ấn, dung hợp 10 loại thiên phú, Nhiếp Vân lập tức nghĩ đến Bác Đấu Tinh Quân lưu lại tháp chủ ấn, hắn lật tay cầm nó trong tay. Thứ này đại biểu thân phận và địa vị tháp chủ khu tu tháp, chỉ có đạt tới cửu phẩm kim vân mới có thể luyện hóa, hiện tại đã vượt qua loại cấp bậc này, nhìn xem có thể luyện hóa hay không. Mười loại thiên phú hỗn hợp mà thành dung hợp chi khí chậm rãi rót vào trong tháp chủ ấn, tháp chủ ấn sinh ra hào quang sáng ngời, dường như cảm ứng được rất nhiều thiên phú nên nó tỏa sáng. Chương 1705, cửu phẩm kim vân khu tu sư Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm ầm. lúc này lượng tin tức khổng lồ rót vào trong đầu của hắn, nhiếp vân dường như nhìn thấy cả đời chinh chiến của bắc đấu tinh quân. Tháp chủ ấn là thứ hắn tốn hao cái giá lớn luyện chế, đại biểu tâm huyết cả đời của hắn, cấp bậc còn cao hơn bắc đầu kiếm rất nhiều, tuyệt đối là tạo hóa tiên khí đỉnh phong. Tốt, tốt, có tháp chủ ấn này, phối hợp cửu phẩm kim vân khu tu sư, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn đứng phát dậy, nhiếp vân cười ha ha. Lần này tới hàn đàm, không nghĩ tới thực lực lại gia tăng lần nữa, thành tựu cửu phẩm kim vân khu tu sư, luyện hóa tháp chủ ấn, đây là chuyện lúc trước hắn không dám nghĩ. Bắt đấu tinh quân là luyện bảo sư lợi hại nhất thời kỳ thượng cổ, cả đời luyện chế ra ba kiện tạo hóa tiên khí, tháp chủ ấn, bắt đầu kiếm và bắt đầu tinh cung, mà thứ lợi hại nhất chính là tháp chủ ấn. Một ấn nện xuống chân áp chư thiên, nếu luyện hóa thứ này, tiêu chí thực lực của hắn tăng lên lần nữa trước kia gặp được thập đại tiên quân vây công còn cần nguyên khí đạn mới có thể lao ra hiện tại hắn có thể quét ngang ai dám không phục cứ trực tiếp nghiền áp thực lực bạo tăng không chỉ một lần thử xem có thể lấy khoáng thạch ra hay không sau khi thu tháp chủ ấn vào trong cơ thể nhiếp vân nhìn những khoáng thạch đặc thù cách đó không xa thiên phú hàn băng tấn cấp lại dung hợp với diễm hỏa đan điền cho nên năng lực khống chế thiên phú của hắn gia tăng có lẽ có thể lén lấy khoáng thạch ra ngoài từ đó pháp quyết vô danh diễn sinh thêm nhiều đan điền khác ngón tay điểm tới và nắm lấy một lát sau nhiếp vân lắc đầu tuy thực lực gia tăng không ít nhưng hàn khí trong hàn băng quá nặng căn bản không cách nào lấy đi nếu cưỡng ép làm như vậy chỉ có một khả năng chính là thân thể hắn đông cứng lần nữa xem ra là do tu vi ta còn thấp chờ ta đạt tới tiên quân lại tới đây lần nữa thử mấy lần phát hiện thật sự không có biện pháp nhiếp vân lúc này mới lắc đầu cảm khái hiện tại tu vi tiên lực vẫn là nửa bước tiên quân khoảng cách tiên quân còn một đoạn rất lớn một khi đột phá, cấp độ tính mạng phát sinh biến hóa, có lẽ có thể chống cự rét lạnh và cầm những khoáng thạch này ra ngoài. Đi ra ngoài trước thôi, tuy có được rất nhiều thiên phú có thể chống cự rét lạnh trong không gian nhưng ở nơi này thời gian dài sẽ lưu lại tai họa ngầm, nếu không thể lấy khoáng thạch, cũng không thể trộm đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Thân thể du động tìm được lỗ đen lúc trước lần nữa, hắn thả người xông vào trong. Hô, xuất hiện lần nữa đã quay lại tuyết lôi trì, một vào một ra, tuy tốn hao thời gian không dài nhưng thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu như lần nữa gặp được tây di phật tổ một ấn nện xuống sẽ đánh đối phương thành bánh thịt tuyệt đối không dùng tới chiêu thứ hai trở lại có phát hiện gì không vừa rời khỏi tuyết lôi trì tiêu nhiên đi tới và hỏi thăm nhiếp vân một câu phía dưới khắp nơi đều là hàn băng rất kỳ quái nhiếp vân cũng không nói ra khoáng thạch đắc thù hắn thuận miệng nói một câu hàn băng tiêu nhiên cũng không rõ thế nào Tuy hắn có kiến thức rộng rãi nhưng tuyết lôi chỉ có hàn khí vượt qua khả năng chịu đựng của hắn, hắn không rõ tình huống trong đó cho lắm. Người chờ ta với, ta phải phong ấn tuyết lôi chỉ này rồi nói sau. Trở lại trên bờ, nhiếp vân xoay đầu nhìn sang, hai mắt hắn nheo lại. Phong ấn phía dưới đã vỡ tan, nếu như không nghĩ biện pháp phong bế, một khi tùy ý hàn khí trong động lan ra ngoài không biết sẽ phát sinh chuyện gì, từ trình độ rét lạnh, chỉ sợ cả xích oanh sẽ biến thành băng thiên tuyết địa, thậm chí linh giới cũng bị ảnh hưởng song trưởng giao nhau, tay trái tháp chủ ấn, tay phải bắt đầu kiếm, hai đại tạo hóa tiên khí không ngừng xoay tròn trên không trung hình thành từng đạo hào quang hùng hậu. Những hào quang rậm rạp chằng chịt đan xen với nhau tạo thành lưới đánh cá, xây dựng thành trận pháp phức tạp. Minh Thiên Bát Quái Trận, Minh Thiên Bát Quái Trận là trận pháp lợi hại nhất của Đạm Thai gia tộc bảo hộ Thiên Đạo Sơn, Nhiếp phân Thân là trận pháp sư, tuy chỉ liếc mắt nhìn nhưng cũng học được hoàn mỹ, lúc này cảm thấy dùng trận pháp này không tệ, trực tiếp bố trí thành Hiện tại tài phú trên người hắn cũng không phải lúc trước có thể so sánh, bảo bối bài trận tiện tay lấy ra, chỉ chốc lát đã bố trí xong phong ấn. Âm âm, trận pháp vừa hình thành, hàn khí chung quanh không ngừng giảm xuống. Tuy trận pháp không kém nhưng hàn khí thật sự quá nặng, tối đa có thể kiên trì 2 tháng. Xem ra hai tháng sau còn phải tới nơi này phong ấn thêm một lần. Nhiếp vân lắc đầu, tuy Minh Thiên bát quái trận lợi hại nhưng hàn khí quá mức đáng sợ, tối đa chỉ có thể kiên trì hai tháng là bị phá hức xem ra chờ thực lực đạt tới phải hảo hảo thu thập nơi này, nếu không hàn khí lao ra cũng ảnh hưởng lớn tới liên nguyệt các. Đi thôi, sau khi phòng ấn tuyết lôi trì, nhiếp vân quay đầu cười nói với tiêu nhiên. Ân, tiêu nhiên gật gật đầu, hai người một trước một sau rời khỏi ngọn núi, hàn khí nhộn nhạo chung quanh biến mất, cảm giác ấm áp thoải mái xuất hiện. Cửu dương sơn có dương khí chiếm đa số, bốn phía xuân về hoa nở, thậm chí còn mang theo cảm giác cực nóng, hoàn toàn không hợp với hàn khí tại nơi này, dường như đã biến thành hai thế giới thật không biết tại sao có thể hình thành nơi cổ quái như thế hiện tại xem như không công rời đi phía dưới quá rét lạnh ta cũng không có biện pháp tiến vào đi về liên nguyệt các a lúc nào ta đột phá tiên quân cảnh lại tới nơi này nhiếp vân thấy nghi hoặc trong mắt tiêu nhiên dường như muốn biết tình huống bên trong hắn không tiện nói tỉ mỉ nên cười nói nha tiêu nhiên gật gật đầu đang muốn nói gì đó đột nhiên mặt đất rung động khí thức cuồng bạo bao phủ nơi đây là phía liên nguyệt các cảm nhận nơi phát ra lực lượng cuồng bạo tới từ nơi nào, nhiếp vân cao mày sau đó vội vàng rời đi. Nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, từng đạo khí lãng xuất hiện, lực lượng chấn động cường đại có thể xé rách cả thiên địa xuất hiện. Nơi này cách liên nguyệt các ít nhất mấy chục vạn dặm khoảng cách xa như thế còn có thể cảm nhận năng lượng chấn động mạnh như thế đủ thấy uy lực chiến đấu rất mạnh. chương 1706, uy lực tháp chủ ấn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Là thập đại gia tộc ra tay, tiêu nhiên, ngươi không vội quay về ta đi trước thấp giọng nói một câu thân thể nhiếp phân xuất hiện trên không trung sau đó biến mất không thấy đâu nữa tiêu nhiên là người đại gia tộc hiện tại đi qua khẳng định phiền toái không nhỏ lại nói nếu là thập đại gia tộc ra tay người tham gia chiến đấu đều là tiên quân loại thực lực của hắn không trộn lẫn vào được còn không bằng ở tại nơi này cho an toàn ầm ầm gió mạnh quét qua mấy chục thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không liên nguyệt các bọn họ mới xuất hiện một bóng người thon gầy thuấn di ngăn cản trước mặt, chính là đạm thai Lăng Nguyệt. Nguyệt Nhi, trở về với ta, đạm thai Mạc Vân tiến về phía trước một bước, hắn cau mày và lên tiếng. Thúc ra ra, Nguyệt Nhi đã lập gia đình, là thê tử nhiếp vân. Tuy đạm thai Lăng Nguyệt chưa nói có trở về hay không nhưng nàng đã cho thấy thân phận của mình, tương đương phá hỏng lời nói của đối phương. Xem ra cánh đã cứng cáp rồi, ta khuyên ngươi một câu, lập tức theo ta quay về gia tộc và ngoan ngoãn hóa thành thiên đạo, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không hôm nay liên nguyệt các này sẽ bị xóa sổ khỏi linh giới đạm thai mạc phân hừ lạnh khí tức kinh người áp xuống mang theo tự tin cường đại xem ra hắn cũng không ý kỵ thân phận thiên đạo sư của đạm thai lăng nguyệt ngược lại tự tin có thể áp chế liên nguyệt các là tâm huyết của phu quân ta muốn lau đi chỉ bằng đám người các ngươi còn chưa đủ đạm thai lăng nguyệt cười nhạt một tiếng nàng nhìn chung quanh mái tóc dài đen bóng bay trong gió dung nhan không giận tự uy sau lưng ẩn ẩn mang theo xu thế phong lôi mang theo uy nghiêm không ai có thể xâm phạm. Làm càn, người quên xuất thân của mình, người là người đạm thai gia tộc, chẳng lẽ còn muốn làm ra chuyện lấn tổ diệt tông, điên đảo nhân luân hay sao? Đạm thai Mạc Vân lên tiếng giống to, ta không dám làm chuyện lấn tổ diệt tông nhưng những kẻ khác ta tự tin không ai là đối thủ của ta. Đạm thai Lăng Nguyệt cũng không tức giận, nàng cười nhạt sau đó khí thế thiên đạo bộc phát. Ánh mắt nàng nhìn sang mọi người nơi đây, người nào cũng không thể đối mặt với ánh mắt của nàng, bọn họ sợ hãi vội vàng cúi đầu. A Di Đà Phật, nhiếp phân thí chủ trộm đi trí bảo Phật giới chúng ta, Phật môn chỉ muốn thu hồi bảo vật, mong rằng đạm thai thí chủ thành toàn. niệm một câu Phật hiệu, Đà Sơn Phật tổ tiến lên phía trước. Bảo vật, có phải Đại Minh tĩnh tâm châu hay không? Đạm Thai Lang Nguyệt tươi cười giơ cánh tay lên, cũng cầm một viên châu trong tay. đúng là vật này, đa tạ thí chủ. đôi mắt Đà Sơn Phật tổ sáng ngời, trong mắt mang theo vui mừng muốn vươn tay tiếp nhận. Đây là đồ phu quân tặng cho ta, thật xấu hổ, ta không thể hoàn trả. Đạm thai lăng nguyệt lắc cổ tay thu hồi đại minh tĩnh tâm châu vào trong người. Xem ra đạm thai thí chủ lấy ra trêu đùa ta, đã như thế đà sơn Phật tổ ta vì bảo vật bản môn mà xuất thủ trước. Đà sơn Phật tổ thấy động tác của nàng, sắc mặt ngưng trọng, chắp tay trước ngực, áo cà sa phất một cái, một trường ấn mang theo gợn sóng nhộn nhạo tấn công đạm thai lăng nguyệt. Bảo vật Phật môn do ta lấy, muốn tìm hãy tìm ta đi. Đạm thai Lăng Nguyệt vừa muốn ra tay nghênh đón, lúc này một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, tốc độ của sóng âm rất nhanh, mang theo xu thế phá không, trong đó sen lẫn kiếm khí xé rách không gian, còn chưa tới trơ ức mặt nhưng không gian chung quanh vỡ vụn, kiếm khí va chạm với trường ấn của Đà Sơn Phật Tổ. Oanh, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, thân thể Đà Sơn Phật Tổ lúc này lui về phía sau một bước, tuy ống tay áo của hắn có thể ngăn cản kiếm quang nhưng bị gọt sạch một đoạn. So đấu một chiêu, đại đệ tử thích gia Phật Tổ lại thua nửa chiêu. Hô, kiếm khi biến mất nhiếp phân đứng bên cạnh đạm thai lăng nguyệt thực lực lại mạnh như thế lúc này mới qua bao nhiêu ngày gia hỏa này quá biến thái hắn bay từ xa tới lăng không công kích mặc dù có mưu lợi nhưng có thể đánh lui đà sơn phật tổ thực lực như vậy trong tiên quân cũng không tính là kẻ yếu còn chưa đạt tới tiên quân đã có thực lực như thế đáng sợ nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện sắc mặt lão tổ thập đại gia tộc biến thành khó coi vài ngày trước đối phương so đấu với bọn họ tuy cũng coi như không kém nhưng so với hiện tại vẫn có tranh lệch rất nhiều, vài ngày không gặp đã có lực chiến đấu như vậy, ra hỏa này tu luyện như thế nào. Trong lúc nhất thời nội tâm mọi người sinh ra tâm tư chảm thảo trừ căn, biết rõ nếu hôm nay không thể đánh chết thiếu niên này, về sau thực lực nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, rốt cuộc không thể giết được. U Minh Hoàng Vương, Phật Môn, Nho Môn, Ma Môn, Thập Đại Gia Tộc. Không nghĩ tới nhiếp vân ta có thể diện lớn như vậy, có thể làm các người đều tới đây. Nhiếp Vân nhìn quanh, hắn cười lạnh một tiếng. Hắn sớm nghĩ đến thập đại gia tộc không cam lòng sẽ tới quấy rối, không ngờ trận thế lớn như vậy, thiên địa lục đạo cơ bản đều tới đủ. Người lật đổ thiên đạo sơn, công nhiên khiêu khích huy nghiêm thiên địa lục đạo, mỗi người đều có thể chu. Đạm thai Mạc Vân cười lạnh, mỗi người có thể chu. Ha ha, nhiếp vân cất tiếng cười to, âm thanh mang theo đầu độc, tiên âm chi lực, chấn động, hình thành gợn sóng vô hình kích động không ngớt, người có tu vi hơi chút nghe được tiếng cười như thế lập tức đau đầu muốn muốn nứt ra dường như linh hồn bị chấn vỡ oanh trong tiếng cười nói đột nhiên nhiếp phân hành động phượng hoàng chi rực sau lưng mang theo liệt phong âm thanh quỷ mị vang lên sau đó hắn lao thẳng về phía đạm thai mạc phân thật to gan không nghĩ tới hắn không nói hai lời trực tiếp động thủ đạm thai mạc phân cao mày song trưởng vươn về phía trước và siết chặt một chảo đánh xuống thiên địa nổ vang vạn đạo hào quang chiếu sáng nhân gian Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt không thể khinh thị, vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu. Hừ, nhiếp vân hừ lạnh, bắt đầu kiếm hóa thành gió lốc đâm thẳng về phía trước, tuy uy thế thiên địa cường đại nhưng đối mặt trường kiếm nhanh như điện lại không có chút khả năng ngăn cản, chẳng khác gì băng tuyết gặp lửa nóng, kiếm khí cắt ra một thông đạo màu đen. vọng tạo sát nhiệt, ta thấy thí chủ nên dừng tay lại đi. Đà Sơn Phật Tổ đứng bên cạnh niệm A-di-đà Phật sau đó ra tay. Trường 1707, Đạm Thai Lăng Nguyệt Cường Đại một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngón tay thon dài hơi động, một chuỗi Phật Châu xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn và đón gió biến lớn. Vừa rồi hắn giao thủ với nhiếp vân không có sử dụng vũ khí, thua nửa chiêu, hiện tại hắn ra tay đã sử dụng tràng hạt cho nên khác. Với lúc trước, khi thế kinh người mang theo xu thế quét ngang chư thiên, uy lực to lớn hủy diệt không gian. To gan chó, thập đại gia tộc không phải ngươi có thể tùy ý khinh thị. Tơi tốt, xuống đây cho ta chẳng những đà sơn Phật tổ động thủ, các lão tổ gia tộc khác cũng ra tay, trong tay sử dụng binh khí của mình tấn công. Bọn họ biết hôm nay là cơ hội tốt nhất giết nhiếp vân cho nên không lưu tình, 11 vị cường giả tiên quân bộc phát lực lượng bàng bạc như sao băng, cả thiên địa như sụp đổ. Như vậy cũng muốn ngăn cản ta, các người cũng quá ngây thơ, đối mặt nhiều cường giả liên thủ công kích, nhiếp vân cũng không lui về phía sau, trong mắt hắn bắn ra hào quang tàn nhẫn, hắn giơ tay trái điểm về phía trước, một cái ấn xuất hiện trong không gian, chỉ trong nháy mắt đã lộ ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Tháp chủ ấn, bắt đấu tinh quân luyện chế tạo hóa tiên khí tháp chủ ấn xuất hiện tại linh giới lần nữa. Oanh, tháp chủ ấn đối kháng với công kích của rất nhiều cường giả, 11 vị tiên quân cùng đánh vào trên tháp chủ ấn, nó xoay tròn cực nhanh. Chân áp, nhiếp vân đã sớm đoán được kết quả này, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa tay về phía trước, tháp chủ ấn bị hắn chạm vào liền tiến lên sau đó cải biến phương hướng đè thẳng vào đạm thai. Mạc vân, âm ầm liên hợp lực công kích của 11 vị tiên quân, tháp chủ ấn như ngôi sao nện thẳng xuống, thời gian, không gian trong mắt nó chỉ là bài trí, nó nện thẳng vào đạm thai Mạc Vân. Ngăn cản, không nghĩ tới đối phương biến chiêu tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa thủ đoạn mượn lực kéo như thế, dường như sớm đoán ra tất cả, sắc mặt đạm thai Mạc Vân đỏ lên, song trưởng vội vàng nghênh đón. Tuy lực lượng của tháp chủ ấn bị mọi người ngăn cản nhưng khí bạo không ngừng sinh ra hình thành lực công kích, xương cánh tay của hắn tan nát, toàn thân bay ngược về phía sau két, âm thanh trầm thấp vang lên lần nữa. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ đã bị thương nặng. Hô, ngay sau đó cảm thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt, một bàn tay trắng nõn đưa tới bóp cổ hắn. Lão tổ thập đại gia tộc, Phật môn bốn đại Phật tổ, nhò môn ba đại cường giả và ma tộc, U Minh Hoàng Vương chừng 20 vị cường giả tiên quân, nhiều cường giả tiên quân như thế vây quanh, nhiếp vân ra tay bóp cổ đạm thai Mạc Vân, chưa tới hai giây đã hoàn thành mọi việc, cảnh tượng này làm mọi người ngây ngốc mặc dù biết thực lực của hắn không kém nhưng không ngờ lại mạnh như vậy mọi người nhìn thực lực của đạm thai mạc vân đang ở gần đó cho dù u minh hoàng vương muốn một chiêu bắt đi cũng không có khẳng thiếu niên trước mắt mượn nhờ xu thế liên hợp của mọi người tuy có mưu lợi nhưng đây là sức chiến đấu chân chính không ngờ đạt tới mức mọi người kinh hãi như thế thả ta xuống ta là lão tổ đạm thai gia tộc thúc gia gia của đạm thai lăng nguyệt đạm thai mạc vân cũng có phần khiếp sợ hắn liên tục quát lớn Hiện tại mới là thuốc gia gia của Lăng Nguyệt, tại sao thời điểm bức nàng hóa thân thiên đạo không thấy người thừa nhận? Để nàng hóa thân thiên đạo là muốn duy trì vinh dự của Đạm Thai gia tộc sao? Nhiếp Vân lạnh lộ ra vẻ chán ghét, trước kia hắn không biết vì sao đối phương muốn cho Đạm Thai Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, sau đại hôn hắn mới biết. Sở dĩ Đạm Thai gia tộc có được lực hiệu triệu chí cao vô thượng trong thiên địa lục đạo chủ yếu là vì có được năng lực thôi động thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo chi lực Tuy loại năng lực này nương theo thời gian dài sẽ làm thực lực chỉnh thể của gia tộc giảm xuống, lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt, thật giống như đạm thai Mạc Vân hiện tại, hắn câu thông thiên đạo rất hạn chế, phát huy thực lực cũng không phải rất mạnh. Chính bởi vì như thế trước kia đạm thai gia tộc nói một không hai trong thiên địa lục đạo nhưng hiện tại huy vọng giảm xuống. Mà một khi đạm thai lăng nguyệt hóa thân thiên đạo, từ đó năng lực câu thông thiên đạo cũng dễ dàng, tiếp xúc nhiều lực lượng thiên đạo hơn. Nói cách khác, nàng hóa thân thiên đạo có thể mang cho đạm. Thai gia tộc chỗ tốt lớn lao, cho dù là hậu bối tu luyện hay chiến đấu với cường giả cũng sẽ không bị thiên đạo trói buộc, còn có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực gia tăng uy vọng bản thân, từ đó gia tộc càng thêm huy hoàng. Vì tư dục của mình cho nên muốn ép lăng nguyệt hóa thân thiên đạo, loại người này không thể tha thứ. Buông đạm thai Mạc Vân ra, tiểu tử, người đang muốn chết, người dám tổn thương một cọng lông của đạm thai Mạc Vân tương đương đối nghịch với cả linh giới, đối nghịch với cả thiên địa lục đạo. Nhanh thả hắn ra, chúng ta mọi chuyện đều dễ nói, nếu không hôm nay chẳng những người phải chết, cho dù Liên Nguyệt Các cũng biến mất khỏi linh giới." Lão tổ chín gia tộc khác lên tiếng, lúc này bọn chúng vây quanh Nhiếp Vân vào trung tâm, cũng lên tiếng gào thét. "Hôm nay nếu tùy ý đối phương giết đạm thai Mạc phân, bọn họ cũng khẳng định trốn không thoát, thời khắc mấu chốt không thể lui bước mà còn phải cùng tiến lên. Muốn Liên Nguyệt Các biến mất khỏi linh giới, sợ rằng các ngươi làm không được." Mặc Kệ đối với phương uy hiếp, Nhiếp Vân cười lạnh, không quan tâm những người khác nói nhảm hắn gia tăng lực lượng lên cánh tay sau đó bóp nát cổ đạm thai Mạc Vân. Giang giác, cổ của đạm thai Mạc Vân bị bóp nát rơi xuống mặt đất. Tuy đối phương là thúc gia gia của đạm thai Lăng Nguyệt nhưng chưa từng đối đãi với nàng như cháu gái của mình, cũng không cần phải lưu tình. Hô, cổ đạm thai Mạc Vân nứt đoạn nhưng cũng không trực tiếp chết đi, đột nhiên thân thể nổ tung và tháo chạy ra ngoài thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trốn vào trong đám người một lần nữa hội tụ và thở hổn hển thấy cảnh tượng như vậy giờ nhiếp vân mới hiểu ra Tiên quân cũng như hắn đều có bất tử chi thân, cho dù có bất tử chi thân, vừa rồi bóp nát cổ và oanh kích lực lượng vào trong thân thể cũng làm đối phương bị thương nặng, trong thời gian ngắn có lẽ không khôi phục được. Cho dù tiểu tử này lợi hại cũng chỉ có một người, cùng tiến lên, không tin không thể giết hắn. Nhiếp Vân Tàn nhẫn nhìn chung quanh một lúc, chỉ chốc lát trong đám người có một lão tổ kêu lên. Lão tổ Hoàng phủ gia tộc, chương 1708, Đạm Thai Lăng Nguyệt Cường đại hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhiếp Vân làm cho hoàng phủ kỳ bị buộc quỳ xuống, đã làm cho hắn cảm thấy mất mặt cho nên càng phải giết Nhiếp Vân. Muốn giết ta, ta giết ngươi trước. Nhiếp Vân biết rõ hôm nay muốn đánh chết 20 tên tiên quân là chuyện không có khả năng, biện pháp duy nhất có thể làm chính là giết gà dọa khỉ, đã có chim đầu đàn thì hắn tự nhận không may. Đi, bước lên phía trước, đôi cánh sau lưng vùng vẫy tiến lên phía trước, cánh tay gia tăng lực lượng xé rách hư không nắm lấy lão tổ hoàng phủ gia tộc U Minh Hoàng Vương, cao thủ nho môn, chẳng lẽ các ngươi quên tiểu tử này làm gì sao, chỉ có bắt được hắn mới có thể làm các ngươi đạt được thứ mình muốn. Đạm thai Mạc Vân bị thương nên lo lắng hô lên, không sai, ánh mắt U Minh Hoàng Vương lóe lên, sau lưng của nàng có đôi cánh bảy màu xuất hiện, nàng lăng không đứng đó, bàn tay đánh một trảo như phượng hoàng cửu thiên hàng lâm, uy thế phá núi đoạn nhạc cực kỳ khủng bố. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không, tuy nàng dùng không phải tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng vừa động thủ đã làm nhiếp vân cảm thấy áp lực nếu thật sự bị đánh trúng chiêu này tuyệt đối sẽ lập tức phấn thân toái cốt khó có thể còn sống u minh hoàng vương hôm nay ta muốn xem ngươi có được thực lực cỡ nào đạm thai lăng nguyệt tiến về phía trước một bước cánh tay ngọc chấn động không gian đông cứng u minh hoàng vương đánh một kích như phá hủy thiên địa nhưng hết lần này tới lần khác lại có uy năng giam cầm không gian cái gì tiên quân cảnh đạm thai lăng nguyệt đạt tới tiên quân cảnh thiên đạo sự cảnh giới tiên quân vừa rồi đạm thai lăng nguyệt không có ra tay thân là thiên đạo sư che giấu khí tức bản thân sẽ làm người khác khó tìm thấy, mọi người cũng không biết nàng đã đột phá, hiện tại nhìn thấy liền biến sắc, vẻ mặt khủng hoảng. Thiên đạo sư bài danh thứ ba chính là thiên phú tuyệt thế, còn chưa đạt tới cấp bậc tiên quân nhưng bằng vào năng lực này có thể đại chiến với thượng cổ đại năng nhan chi và toàn thắng, thành công đột phá, thực lực lại tinh tiến, sức chiến đấu cũng mạnh hơn nữa. Rất tốt, vốn ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta có hứng thú muốn biết thiên đạo sư tiên quân có thực lực như thế nào. Chiêu số bị giam cầm, U Minh Hoàng Vương cũng không tức giận, trên dung nhan xinh đẹp của nàng mang theo lãnh đạm. lúc này ngón tay ngọc đưa lên vuốt mái tóc trên gò má, đôi mắt đen nhánh mở ra. Âm ầm, hư ảnh Phượng Hoàng bị giam cầm lúc này vỡ ra, lực lượng mạnh mẽ phá vỡ không gian, lực lượng cường đại đến cực điểm sinh ra gợn sóng như nước, một tầng lại một tầng đánh tới quét ngang không gian. Vậy ngươi thử xem, mái tóc đạm thai lang nguyệt tung bay, nàng tiến về phía trước một bước, bầu trời chịu tránh lui, dường như nàng hiện tại dung nhập vào trong thiên địa khắp nơi đều là bóng dáng của nàng nhưng lại có cảm giác như khắp nơi không có bóng dáng nơi nàng đi qua hình thành vòng xoáy không gian rất mạnh tiên quân lâm vào trong đó tuyệt đối phải tử vong không có may mắn thoát khỏi thiên đạo sư xếp hạng thứ ba toàn lực thi triển cũng lộ ra uy phong đáng sợ tốt biết rõ u minh hoàng vương chưa chắc là đối thủ của đạm thai lăng nguyệt tâm tình nhiếp vân buông ra hắn thét dài như hóa thành long ngâm tay phải bắt đầu kiếm tay trái tháp chủ ấn dung hợp với thập đại thiên phú vận chuyển hình thành lực lượng phòng ngự. Muốn chết, mọi người cùng lên, hóa thiên ngọc long trận. Lão tổ hoàng phủ gia tộc nhìn thấy tất cả phong mang và lực lượng nhắm vào hắn, sắc mặt hắn biến thành khó coi, vội vàng chui vào trong đám người. Chín người liên hợp cùng nhau, công thủ gồm nhiều mặt, lực lượng liên thông hình thành bình trường ánh sáng giống như long lân. Phá cho ta, nhiếp vân hừ lạnh, bắt đầu kiếm giống như độc long lao tới, thiên phú kiếm đạo sư và năng lực mệnh kiếm dưới sự khống chế của hắn đâm tới như thủy triều. Âm ầm, sắc mặt chín người đồng thời đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau, lúc này phát tác và thở hổn hển. Lực lượng một kiếm này đánh tan đại trận của bọn họ, hơn nữa bản thân bị nội thương không nhẹ. Sức chiến đấu lúc trước của Nhiếp Vân đã mạnh hơn so với chín người bọn họ, lúc này thập đại thiên phú dung hợp tu vi lại tiến một bước, mặc dù đối phương phòng ngự thỏa đáng nhưng không phải đối thủ của hắn. Người có thể đi chết đi, một chiêu phá vỡ trận pháp liên hợp, tháp chủ ấn của nhiếp vân bay ra ngoài, nó hóa thành cái bóng lớn lao thẳng vào lão tổ hoàng. Phủ gia tộc, A-di-đà Phật, nhiếp vân thí chủ, được thì tạm tha người. Còn không ngừng lại, chẳng lẽ thực cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể ngăn cản tất cả chúng ta hay sao? Cường giả Phật môn và nho môn cùng ra tay, bọn họ vừa động thủ quả nhiên không tầm thường, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lực lượng trên bầu trời ngưng tụ mà không tiêu tan, hội tụ thành thủy triều và đánh thẳng về phía trước bảy đại cao thủ phật môn nho môn cùng xuất chiêu còn mạnh hơn đám người đạm thai mạc phân bảy người liên thủ hơn xa lão tổ thập đại gia tộc tháp chủ ấn va chạm với thủy triều đánh tới nó quay về phía sau và chấn động nhộn nhạo tâm thần nhiếp vân bị ảnh hưởng sắc mặt đỏ lên và phun ra một ngụm máu tươi đối thủ của các ngươi là ta nhìn thấy nhiếp vân bị thương đối phương đang muốn nhân cơ hội tấn công đột nhiên đạm thai lăng nguyệt vẫy tay phải không gian chung quanh di chuyển và xuất hiện trước mặt nàng chiêu thức này chuyển di không gian điên đảo càn khôn, rất nhiều tiên quân nơi đây đều có thể làm được, tối đa chỉ có thể chuyển di bản thân mình, hiện tại U Minh Hoàng Vương chiến đấu đồng thời chuyển di nhiều cao thủ như thế quả thực nghe giận cả người. Cường giả tiên quân, thân là nhân vật đỉnh phong của thiên địa lục đạo, mặc dù không ra tay nhưng địa phương bọn họ đứng hình thành khí lưu ổn định không gian. Đối phó loại người này có thể đánh chính diện phá tan loại lực lượng này, muốn không hề phát giác chuyển di bọn họ là quá khó khăn. Nếu không, đối phó những người này căn bản không phải động thủ, thu bọn họ vào nạp vật đan điền còn không phải muốn giết như thế nào thì giết thế nào hay sao? Đạm thai lăng nguyệt vẫy tay bắt lấy cao thủ Phật Nho tới trước mặt, không riêng làm cao thủ của Phật Nho run rẩy sợ hãi, ngay cả U Minh Hoàng Vương cũng hoảng sợ biến sắc. Đối phương đang chiến đấu với nàng còn có lưu lực lớn như thế, đây quả thật là chuyện không tốt đẹp gì. chương 1709, tiên quân thì thế nào? Một kiếm giết là được, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com ngươi nên chuyên tâm chiến đấu với ta đi sắc mặt đỏ lên thân ảnh u minh hoàng vương biến lớn mấy chục mét tay phải chấn động cao thủ nho môn phật môn liền di động ra ngoài và rời khỏi ánh mắt của đạm thai lăng nguyệt đồng thời tay trái đánh vào hư không nàng toàn lực thi triển nên không gian chung quanh sền sệt như biến thành vũng bùn tất cả mọi người hành động bất tiện thiên đạo nghe hiệu lệnh ta hai mắt đạm thai lăng nguyệt mang theo băng hàn tay phải vươn lên đánh xuống từng đoàn từng đoàn mây đen nồng đậm trong nháy mắt hình thành trên đầu đại biểu uy nghiêm thiên địa không thể xâm phạm đây là uy nghiêm thiên đạo sao thiên đạo sư thì ra là thế thì ra là thế nhìn thấy uy thế của lăng nguyệt đôi mắt nhiếp vân càng ngày càng sáng dường như hiểu thông một đạo lý trên người bắn ra hào quang sáng ngời đạm thai lăng nguyệt bị u minh hoàng vương cuốn lấy không thể thoát thân mọi người vây công hắn đạm thai mạc vân thấy ánh mắt tất cả mọi người đều bị lăng nguyệt hoàng vương hấp dẫn nên giống to tốt mọi người lúc này mới nhớ tới mục tiêu hiện tại đồng loạt kịp phản ứng, bọn họ quay người nhìn nhiếp vân, lực lượng trên người hội tụ với nhau. Ha ha, các người tới đi, ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là thực lực. Liên nguyệt kiếm pháp đệ tam thức, nhất kiếm chu thiên. Đối mặt mọi người liên hợp, nhiếp vân cũng không lùi bước, ngược lại hai mắt tỏa sáng như ánh sao. ầm ầm, nương theo hét to, bắt đầu kiếm mang theo uy nghiêm diệt sát thiên địa đánh tới. Liên nguyệt kiếm pháp đệ tam thức nhất kiếm chu thiên, rốt cuộc bị hắn hiểu ra. Liên Nguyệt kiếm pháp là kiếm chiêu do hắn tự nghĩ ra, trước kia chỉ có hai chiêu theo thứ tự là nhất kiếm phá trần, nhất kiếm hoàn vũ. Tuy chỉ có hai chiêu nhưng đã thành thủ đoạn mạnh nhất của hắn, lúc này sáng chế đệ tam thức hiển lộ uy lực diệt thế. Trời xanh uy nghiêm không thể chống cự, nhất kiếm chu thiên chính là lực lượng khiêu chiến uy nghiêm, cho dù là thiên cũng có. Thể chảm huống chi những kẻ phàm tục này, bắt đầu kiếm bắn ra vô số kiếm quang, chậm rãi hội tụ với nhau hình thành thế giới kiếm lư. Ngân cản, đây là chiêu số gì? Nhìn thấy một kiếm hoàn toàn nghiền áp làm mọi người giật mình, cao thủ Phật, nhà môn đồng thời lui về phía sau, sâu trong nội tâm sinh ra áp lực. Uy lực chiêu kiếm này vượt qua tưởng tượng của bọn họ, mặc dù bọn họ thân là cường giả tiên quân cũng không dám địch nổi. Mọi người đừng lui về phía sau, tuy chiêu số của hắn quỷ dị nhưng thực lực còn không có vấn đỉnh tiên quân, chỉ bằng vào lực lượng nghiền áp tuyệt đối là có thể đánh chết hắn. Hoàng phủ lão tổ thấy bảy cao thủ Phật nho không dám tranh phong xoay người lui lại thì hắn gào to. Bọn họ rời đi, lão tổ cửu đại gia tộc càng phải thừa nhận áp lực to lớn, gây chuyện không tốt còn có thể chết ở nơi này. Muốn nghiền áp ta, ta sẽ nghiền áp các ngươi chết. Hai mắt nhiếp vân phát lạnh, lực lượng quán thông toàn thân, trong cơ thể xuất hiện bọt khí du động khắp khí hải sau đó rót vào trong bắc đầu kiếm. Nhất kiếm chu thiên, cùng là một tuyệt chiêu nhưng áo nghĩa thi triển khác nhau. Nhất kiếm chu thiên vừa rồi kiếm nhập khung lư, lung che khắp nơi, chỉ cần người bị bao phủ tiến vào thế giới là không thể ngăn cản, kiếm khí hiện tại mang theo sát khí bao phủ các nơi, nhanh như tia sét phá không nghiền áp tất cả. Định Linh Châu, ngăn cản, nhìn thấy kiếm khí đánh tới, rốt cuộc Hoàng Phủ Lão Tổ cũng cảm thấy sợ hãi, không quản những người khác, hắn quay người bỏ chạy, đồng thời trên đầu có hào quang lóe lên, một viên châu xuất hiện và tỏa hào quang bao phủ hắn. Định Linh Châu là bảo bối hắn tìm được trong hỗn độn, tuy không có đạt tới cấp bậc tạo hóa tiên khí nhưng cứng rắn như tạo hóa tiên khí, sau khi vận dụng, cho dù U Minh Hoàng Vương muốn một kích đánh nát cũng không có khả năng. Hừ, nhiếp vân mặc kệ uy lực định Linh Châu, một kiếm Chu Thiên chém thẳng vào đối thủ. Ba, kiếm khí va chạm với định Linh Châu. Giang giác, trên định Linh Châu xuất hiện điểm trắng, chỉ trong nháy mắt xuất hiện đường vân rậm rạp và lập tức nổ tung, hóa thành cát bụi khắp trời. Kiếm khí đâm thủng định Linh Châu, lực lượng tiếp tục lan tràn và chém vào ngực Hoàng Phủ Lão Tổ. Phốc, hắn phun một ngụm máu tươi, thân thể hắn bốc cháy và xuất hiện một đại động, tuy không lập tức chết đi nhưng khí thức huệ oải giống như mạng không lâu thực lực cũng hao tổn lớn may mắn hắn có định linh châu ngăn cản một lúc nếu không chỉ sợ đã chết ngay lập tức